thống nhất trong tòa để có một tràng pháo tay để nhé. Buổi hôm nay thì là chủ yếu là nút rút lại những cái gọi là những kinh nghiệm mà trong đợt kiểm tra sau cơ quan vừa qua. Thì hôm nay thời gian có không nhiều, cho nên chủ yếu là mình sẽ đi tổng quan là chính. Tổng quan sau đó là để mà chi tiết ấy, thì có thể sẽ có một buổi khác. Bởi vì nó tương đối nhiều. Thế thì là cái về alo. Ok, chị chắc là nói không cần biết mọi người nghe. Nói nhỏ. Đưa ra các cái vấn đề, còn để mà chứng minh, để mà dẫn chứng ấy, thì chắc là phải đưa ra tài liệu thì nó hơi mất thời gian. Nên là mình sẽ đưa ra vấn đề chính, khi mọi người có thắc mắc thì có thể là lấy ví dụ. Còn để cụ thể hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái buổi khác, từng vấn đề một, về từng nghiệp vụ. Tôi nghĩ là rất nhiều nếu mà muốn đi vào chi tiết. Thế thì cái nội dung chính của chúng ta đi cùng nhau ngày hôm nay, chủ đề chính là kiểm tra sau thông quan, các vấn đề và giải pháp đúc kết. Thế thì nói giới thiệu lại về cái là kiểm tra vừa rồi, thì cái thời gian có thể thấy trong này bình thường đây là cái thời gian chung nhất cho tất cả các lần kiểm tra thông quan. Họ kiểm tra thường là ví dụ như từ 3 tháng 3 đến 6 tháng 3 cũng khoảng 10 ngày, đây là cái thời gian mà cơ bản nhất. Tuy nhiên nếu như mà doanh nghiệp mà làm nhanh thì có thể nhanh hơn, còn chậm thì là có thể họ gia hạn. Cái đấy là tùy thuộc vào cái cách làm việc của chúng ta với hải quan thôi. Cái này cũng không thể là gọi là có một sự thống nhất. Còn trước mùng 3 tháng 3 khi họ đến thì họ có báo cho chúng ta khoảng thời gian khoảng 20 tháng 2 họ gửi công văn đến thông báo. Đấy. Không nhìn được cái tổng thể của cháu. Không muốn nhìn tổng thể cơ. Thì thưa để out ạ. Nhỏ kia mọi người vẫn nhìn thấy được mà đúng không? Vẫn nhìn được mà. Ok. Thế thì nội dung chính của cái buổi rút kinh nghiệm ngày hôm nay có 3 phần. Thứ nhất là cái yêu cầu kiểm tra theo công văn. Bởi vì tại sao tôi đưa ra này? Bởi vì là giữa công văn và thực tế nó có sự khác nhau. Không phải lúc nào công văn cũng 100% y nhất như nhau. Thứ hai là thực tế kiểm tra tại công ty và bài học rút ra. Thứ ba là cách công văn thông tư quyết định chất dẫn để các bạn tham chiếu, tham khảo. Các cái yêu cầu kiểm tra sau thông quan theo công văn thì có các cái mấy vấn đề chính này. Các bạn có thể nhìn thấy, thứ nhất là các cái giấy tờ về tư cách ủy, tư cách pháp nhân hay là ủy quyền của cái người mà trực tiếp sẽ làm việc với hải quan. Có thể là cả phòng chúng ta làm, nhưng mà cái người trực tiếp để ký biên bản với hải quan sẽ phải có một người và có ủy quyền. Thứ hai là các chứng từ xuất nhập khẩu, và thứ ba là các chứng từ liên quan đến kế toán. Thì có thể đây là tôi sẽ nhằm vào chủ yếu là các cái chứng từ xuất nhập khẩu thôi. Đây, chứng từ xuất khẩu có thể thấy là có thể chung vào ba mảng chính: các cái bảng kê chi tiết này, thứ hai là các hồ sơ hải quan, thứ ba là các tài liệu khác. Các cái bảng kê chi tiết ở đây các bạn có thể thấy rằng là có thể là thứ đầu tiên là cái tờ khai thông quan, toàn bộ các tờ khai thông quan, tờ khai hủy, tờ khai sửa đổi, và đấy là tờ khai nhập, và kể cả các cái tờ khai xuất, tờ khai xuất danh sách, tờ khai xuất khẩu và các cái tờ khai nhập khẩu đối ứng, danh sách mua bảo hiểm, danh sách kiểm tra chất lượng. Xong. Đấy. Về hồ sơ hải quan ấy thì chủ yếu là các cái bộ chứng từ hàng nhập, như là các bạn nhóm dưới này vẫn biết rồi, thì có thể là dưới từ tổng hóa và sóng gió, tôi không biết là như thế nào, nhưng cho nên là tôi có nói, muốn nói lại chi tiết luôn là hồ sơ hải quan, chẳng hạn ví dụ có là tờ khai thông quan này, hợp đồng này, các bạn chú ý hợp đồng, đây là cái hợp đồng mà các bạn dùng để khai hải quan nhé. Đấy, hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn, giấy báo hàng đến, chứng từ xuất xứ hàng hóa, phiếu nhập kho điện chuyển tiền. Còn chi tiết nữa ở đằng sau tôi sẽ nói thêm, có thể là có một số những cái hồ sơ về kho ưu đãi thì chúng ta cần một số những cái giấy tờ chứng từ khác. Về tài liệu khác có thể là hồ sơ được tham vấn này, chẳng hạn như là các bạn trong quá trình hồ sơ tham vấn, chẳng hạn trong quá trình làm việc, chẳng hạn hải quan họ thắc mắc một nghi vấn gì đó, họ có thể là họ mời chúng ta đến để làm việc về giá chẳng hạn, hay về bất cứ gì về hàng hóa chúng ta phải lưu lại để chúng để đến lúc mà hải quan hỏi chúng ta đưa ra, hay là kết quả kiểm tra chuyên ngành, phân tích phân loại, xác định mã số, mã HS code này để khai báo hải quan này, và những hồ sơ kiểm tra sau thông quan.
Sau đông quan này có thể là sau đông quan, tức là không phải là cứ 5 năm một lần, mà trong quá trình 5 năm đấy có thể là bất cứ lúc nào họ, sau khi chúng ta thông quan một cái lô hàng nào đó thì họ đều có thể mời chúng ta để làm việc, đó là những cái hồ sơ kiểm tra sau thông quan. Đấy. Chứng từ kế toán thì tôi mặc dù là chúng ta không phải thực hiện việc này, tuy nhiên chúng ta nắm được để chúng ta kết hợp với kế toán. Chứng từ kế toán có một số cái, chẳng hạn như chứng từ thanh toán, sổ kế toán chi tiết này, báo cáo tài chính, các biên bản kiểm kê, phiếu xuất nhập kho, quyết toán thuế đã nộp và hồ sơ kiểm tra thuế. Đấy là những cái về mặt lý thuyết công văn họ yêu cầu như thế. Còn thực tế thì sao? Các bạn xem nhé. Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp thì đây là những một số những cái bản người tôi có thể gọn lại là khoảng 12 cái yêu cầu. 12 yêu cầu là bảng kê chi tiết tờ khai xuất nhập khẩu đã thông quan, tờ khai hủy, tờ khai sửa đổi bổ sung này, bảng kê danh sách tờ khai nhập khẩu đối ứng này, chứng từ xuất nhập khẩu này, chứng từ kiểm tra chất lượng này, giấy tờ liên quan cho bộ chứng từ form CO, form ưu đãi này, áp dụng VAT nhập khẩu 5% cho những cái hợp đồng mà liên quan đến cái hàng đào tạo, hay nhập khẩu những cái hàng là dầu khai báo phải có liên quan bảo vệ môi trường này, chúng ta phải đưa ra cái danh sách và chứng minh mã số hàng hóa, mã HS code này phù hợp với quy định như thế nào này, yêu cầu với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm như thế nào này, các chi phí khai hải quan chúng ta đã chi phí đã khai những cái gì có thiếu hay không thiếu, hay là các việc giảm giá trong các hợp đồng nhập khẩu của chúng ta phải thực hiện như thế nào, hay là công việc mà hàng được đưa về bảo quản nhưng mà chưa thông quan thì chúng ta có được xuất hay không. Đấy, những cái vấn đề này tôi sẽ đi từng vấn đề một và đưa ra cái thực tế của từng vấn đề và cái khó khăn và cái khắc phục để các bạn chú ý vào những cái khắc phục này để các bạn rút kinh nghiệm sau này. Thứ nhất là về cái bảng kê chi tiết này. Bảng kê chi tiết này thì các bạn thấy này, thực tế là bởi vì không biết là TDA với cả ATD với ETS với cả 686 thì đang thực hiện như thế nào. Nhưng mà trên TDE thì đang có một thực tế là đến bây giờ thì là hơi gặp khó khăn. Đến lúc gặp khó khăn đó chính là gì đây? Đó chính là cái mình không quản lý tập trung dữ liệu một chỗ mà đang đưa tốc quyền cho cái bên mà có bộ đờ họ khai, mà nhiều bên khai, cho nên là chúng ta không nắm được cái danh mục, cho nên chúng tôi rất là khó khăn trong việc này, rất mất thời gian từ đầu, từ khi họ bắt đầu đưa ra cái hồ sơ yêu cầu cho đến tận khi cuối cùng chúng tôi rất là vất vả để làm cái này. Đấy, thứ nhất là xin dữ liệu từ mấy bên, bởi vì không có phải một bên khai cho chúng ta mà phải có rất nhiều bên khai, nên chúng tôi phải xin dữ liệu từ nhiều bên này. Thế mà không đủ nữa cơ, nhất là cái phần chuyển phát nhanh với cả những cái tờ khai hủy là mình không lưu. Đấy. Và cái tôi chỉ nói qua này thôi, còn chi tiết thì tôi nghĩ là sẽ nếu cần sẽ là một chi tiết sau. Và tôi nghĩ là cái khắc phục cơ bản, thứ nhất là chúng ta mua cái phần mềm ACOS chúng tôi sẽ mua một cái máy tính để riêng ở phòng. Và tất cả các bên sẽ khai interview qua đó. Đấy. Và cũng không ủy quyền cho chuyển phát nhanh khai nữa, bởi vì ủy quyền chuyển phát nhanh khai như là trước là các bạn duyên nhà ngày xưa là hay làm, nhưng mà nắm được rõ là sau khi khai xong vòng bao lâu là chúng ta đã trong vòng tháng là phải lấy, nếu không lấy là cho nên chúng ta hay lấy, nếu không lấy được nữa. Thế đợt vừa rồi chúng tôi có liên hệ nhưng mà không lấy được. Đấy. Tiếp theo là về bản kê tờ khai nhập khẩu đối ứng. Nhập khẩu đối ứng là như nào? Các bạn nắm được cái này không? Có ai nắm được cái này không? Tôi nói nhanh nhá. Tức là cái gì ấy? Chúng ta thực hiện xuất khẩu và xuất khẩu cho cái bán hàng cho cái đơn vị khách hàng và khách hàng nhập khẩu. Thì tức là tờ khai nhập khẩu đối ứng với tờ khai xuất khẩu đấy gọi là tờ khai nhập khẩu đối ứng. Thì cái này đúng sơ xuất là không, thực tế là không lưu cẩn thận. Cho nên là đến khi mà xuất hiện vấn đề hải quan yêu cầu bắt đầu mới lại đi nhờ đến phòng dầu để chủ yếu là ở trong công ty ta là xuất khẩu chủ yếu là ở phòng dầu. Thế cho nên là khi đợi họ nhờ khách hàng để lấy thì lúc rất thời gian. Cũng gây khó khăn. Cho nên là cái khắc phục là gì đây? Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ phải lưu trữ lại phần mềm, bản cứng, bộ hồ sơ. Và trong vòng 15 ngày kể từ ngày tờ khai xuất phải yêu cầu bên nhập gửi lại tờ khai đối ứng và lập danh sách theo dõi. Trình bày những cái mà có thể nói là cái khái quát. Tuy nhiên ý, thì để nắm được cái chi tiết cụ thể ý, thì phải nói là các bạn chuyên môn.
các bạn làm nghiệp vụ chuyên môn. Cho nên là trong quá trình tôi nói, nếu các bạn muốn bổ sung thì các bạn bổ sung nhé. Đặc biệt là chỗ chị Huyền ấy, và em Ngoan, em Oanh là những người mà làm rất là chuyên và rất là có kinh nghiệm. Nên là mọi người cố gắng là bổ sung những cái gì cần thiết để cho tất cả mọi người nắm được những cái gọi là cái cần thiết. Còn tôi thì tôi nói lại một chút về cái tờ khai đối ứng này nhé. Thì mọi người lưu ý là khi nào mình gọi là tờ khai đối ứng, tờ khai đối ứng là cái khái niệm này được áp dụng khi mà trong trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ. Xuất nhập khẩu tại chỗ thì sẽ có thường là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là công ty mình bán cho một đối tác ở nước ngoài, nhưng mà họ ở trong khu chế xuất, hoặc là bán cho một đối tác ở trong nước nhưng họ cũng ở trong khu chế xuất. Thì đối với quy định là đối với các doanh nghiệp mà ở trong khu chế xuất, họ sẽ coi như là một đối tác ở nước ngoài, nên là mình giao hàng vào đấy nhưng mình lại làm thủ tục xuất khẩu và họ sẽ phải làm thủ tục nhập khẩu đối ứng cho cái tờ khai xuất khẩu đấy. Thế cho nên là trên cái tờ khai nhập khẩu đối ứng của khách hàng ấy, bao giờ họ cũng phải tham chiếu tới số tờ khai xuất khẩu của mình. Cái tờ ghi chú, họ sẽ ghi chú là cái tờ khai này là tham chiếu cho cái tờ khai xuất khẩu nào đó. Đấy, cho nên là khi mà mình làm việc ấy, thì mình sẽ phải lấy những cái thông tin của khách hàng đấy từ kinh doanh. Vì thường là kinh doanh là mình làm việc trực tiếp với khách, nhưng mình sẽ phải lấy thông tin để mình chủ động liên hệ và mình sẽ phải kiểm soát được cái việc nhập khẩu của họ. Họ sẽ phải gửi cho mình cái số tờ khai, hoặc là họ phải xóa giá trên cái tờ khai họ kê khai nhập khẩu. Nhưng mà mình sẽ phải biết chắc chắn rằng là cái thông tin tờ khai xuất khẩu của mình đã được ghi chú trong tờ khai nhập khẩu của họ, lúc bấy giờ mới gọi là hoàn thành. Chứ nếu như họ có nhập khẩu nhưng họ không ghi chú thì là vẫn là bị lỗi và tờ khai xuất khẩu của mình vẫn bị treo. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trường hợp thứ hai là liên quan tới tờ khai đối ứng là gì? Mình mua hàng của một đối tác nước ngoài, nhưng đối tác nước ngoài đấy họ lại mua hàng của một công ty khác ở Việt Nam rồi bán cho mình. Thế thì cái công ty A ở bên Việt Nam ấy, họ sẽ xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, sau đó đối tác nước ngoài lại xuất khẩu lại cho mình một lần nữa. Thì nó thành một cái đường vòng như thế, nên thay vì là xuất khẩu thì họ sẽ làm xuất nhập khẩu tại chỗ, nghĩa là đối tác A làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho đối tác nước ngoài, sau đó mình sẽ phải làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ cho cái lô hàng đấy. Đấy, và trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ của mình cũng sẽ phải ghi chú rằng là tờ khai này tôi nhập khẩu cho cái tờ khai xuất khẩu đối ứng kia. Đấy, nghĩa là hai trường hợp, một trường hợp mình là người xuất khẩu nhưng cũng có trường hợp mình là người nhập khẩu. Ok, thank you. Đấy là chị Huyền đã nói rất là rõ và chi tiết về cái việc nhập khẩu đối ứng, là tức là đối tượng là cả khách hàng và đối tượng là cả chúng ta. Đấy, thế thì các bạn đã nắm rõ rồi nhé. À, tiếp theo là tôi đi tiếp là cái... Thực ra thì là cái việc lưu trữ hồ sơ của chúng ta thì là nói chung là tôi thấy là có thể là mỗi một lần hải quan kiểm tra có những sự yêu cầu khác nhau, nhưng cơ bản nó đều không có khác chút thôi. Thế nhưng mà chúng ta đúc kết lại là chúng ta có một cái chú ý này. Kể cả hai lần kiểm tra xong qua rồi, một lần năm từ năm 18, một lần này, thì tôi thấy rằng là qua lần kiểm tra thấy rằng là chúng ta mất thời gian kiểm tra lại và thiếu chứng từ cũng tương đối. Cái này ý, thì là ý thức là có thể là có, nhưng mà cái sự mà thống nhất thì là chưa. Cho nên chính như thế có thể là gây khó khăn cho chúng ta trong cái việc kiểm tra. Thế thì tôi mới thống nhất lại trong nội bộ tôi thôi, còn các bạn có thể tham khảo, các bạn ở bên kia có thể tham khảo. Tức là cái phần lưu trữ này, trước đây chúng ta lưu trữ là chúng ta chỉ vẫn lưu trữ những phần này nhưng mà thiếu, tức là cái phần một số những cái thiếu này đây, chẳng hạn như là cái địa chủ tiền chúng ta chỉ lưu trên bản mềm, nên đến lúc mà chúng ta cần chúng ta lại phải in ra để rà soát lại. Thứ hai là các cái nhất là CO có thể không đầy đủ. Thứ ba là những cái chỗ mà cái những cái chứng từ kiểm tra chất lượng ấy, chúng ta không lưu đúng vào cái bộ hồ sơ mà thường thường ngày xưa là chúng ta lưu riêng ra. Thế cho nên trong quá trình đấy, đến lúc mà hải quan đến chúng ta lại mất thời gian lọc tìm rất là lâu. Nên là tôi nghĩ rằng là cố gắng là chúng ta làm lâu dứt điểm đấy và lưu trữ đầy đủ là những cái phần này, hợp đồng hải quan này, khai hải quan phải kiểm tra kỹ, hợp đồng khai hải quan chứ không phải là hợp đồng, có thể chúng ta có hai loại hợp đồng. Hợp đồng nhận đồng thuế, có một số trường hợp chúng ta phải làm đồng thuế thì chúng ta nhớ lưu ý cái chỗ này. Bởi trong quá trình kiểm tra vừa rồi là rất là sót.
và trình ra phải nói là tự nhiên là đúng là rất là hại luôn ấy. Tự mình biết nó sai nào, invoice, packing list, tất cả cái này phải phù hợp theo cái hợp đồng khai báo hải quan đấy, arrival notice này, tờ khai thông quan này. CO, tôi nghĩ rằng là không chỉ CO form E mà nên cho cả CO form thường cũng có cần vào nhé. Không chỉ những cái lô mà phải hưởng hưởng CO form như đã anh lưu mà cả những hồ lô được lưu hết vào. Điện chuyển tiền. Cái này cho mình xin lỗi nhé. Theo mình thì không nên cho CO thường vào, bởi vì thường CO thường nó sẽ không khớp với hồ sơ. Ok, thế nhưng mà đấy là có thể Huyền có ý kiến đến đấy, nhưng tôi như bên tôi thống nhất với bên trong nội bộ tôi là cần CO cảnh phong thường cũng cho vào nhá, kể không phong thường cho vào, bởi vì trong quá trình kiểm tra là thấy là mình cũng có những cái mình vẫn cần, cho nên tránh trường hợp sau này mình phải lục ra, nên tôi cũng thống nhất là cũng cứ cho như thế vào. Cho vào đầy đủ thì tốt hơn, nhưng trong trường hợp như thế thì khi mà đối tác mình phát hành CO, mọi người phải thực sự kiểm tra rất kỹ cái CO okay. Và nó phải khớp với bộ chứng từ của mình. Đấy thì đây là tôi chủ yếu là tôi sẽ làm trong cái nội bộ là tôi là thống nhất là như thế, và các bạn có thể tham khảo. Đấy thì CO này, điện chuyển tiền này. Những một số trường hợp mà dùng CO form ưu đãi thì các bạn cần chú ý cái bất đơn trở xuất hoặc là công văn chuyển tải. Cái này là cái đúng là cái là chúng tôi thật sự là chúng tôi chưa nắm được, qua đợt kiểm tra xong quan vừa rồi chúng tôi mới nắm được thật sự cái đấy, mà kể cả là trong quá trình làm biết là các phó order cũng rất là không có thấy ai nói đến. Thế đúng là những cái này là hơi bất cập, là mình không nắm được thông tin. Đây này, vận đơn trở xuất hoặc là công văn chuyển tải này. Đấy là sau khi mà lưu đủ cái trên cả hồ sơ cứng và hồ sơ mềm ấy, thì là ngoài ra thì cứ sau 1 tháng, tránh trường hợp là đến khi cứ đến 5 năm rồi bắt đầu là lục hồ sơ kiểm tra. Tất nhiên là mỗi một lần ấy, ai làm thì tất nhiên cố gắng để đúng luôn. Thế nhưng tuy nhiên ấy, bản thân mình làm không tránh khỏi là có lúc là sai, mà nhiều khi kiểm tra chéo nó mới phát hiện ra sai của người khác. Cho nên là sau 1 tháng là các bạn kiểm tra chéo nhau luôn để đóng luôn lại hồ sơ. Đấy. Từ chỗ này chỉ có ý một chút. Buổi sau cần liệt kê cho chị danh sách hồ sơ cần lưu cho một bộ chứng từ nhập khẩu. Đây ạ. Không, 1, 2, 3, 4 là cái gì liệt kê ra. Trong này có một cái giấy tờ gọi là phiếu báo nhập. Nhưng thực tế nó là cái phiếu nhập kho. Vâng, phiếu báo nhập của Mỹ. Phiếu báo nhập là xuất nhập khẩu báo cho kế toán để nhập vào kho. Nhưng cái phiếu nhập kho là chính thức kế toán ghi nhận thông tin là hàng nhập kho. Đây nó là phiếu báo nhập chứ không phải nó là phiếu nhập kho chứ không phải phiếu báo nhập. Thì cái phiếu nhập kho như thế này nó sẽ có 2 trường hợp. Một là hàng hóa được thông quan chính thức, tức là không vướng đến kiểm tra chất lượng hoặc là vướng đến chính sách, mình phải chờ tờ khai được thông quan, tức là hàng nhập kho là nhập chính thức. Và một cái trường hợp thứ hai nữa là gì? Mặc dù hàng về kho nhưng chỉ là để bảo quản. Thay vì cái việc là được nhập kho chính thức, thì trong trường hợp này mình cũng phải báo cho kế toán biết rằng hàng này là chỉ hàng tạm nhập kho để bảo quản. Bởi vì vừa giờ là bị bắt lỗi trong cái trường hợp này. Ví dụ nồi hơi chẳng hạn, hoặc là hàng cá leo hay là hàng Sinoma. Hơn bao lâu chị? Hàng mình về nhưng mà đã có phiếu nhập kho. Khi mà nhập kho tức là nó ra được công nợ và nó ra được lượng hàng tồn. Nhưng thực tế cho thấy là gì? Hàng chưa chính thức được thông quan vẫn là thuộc sự quản lý của hải quan. Nó chỉ là hàng tạm thời được thông quan mà thôi. Đó. Thế cho nên là đối với những cái hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, dán nhãn năng lượng vân vân, các bạn thực sự chú ý. Trong trường hợp này chứng từ lưu vào nó là phiếu tạm nhập, còn cái tờ khai đã được thông quan chính thức nó là phiếu nhập kho chứ không phải là phiếu báo nhập. Cái chỗ này còn giấy kiểm tra kỹ thuật là quên mất đấy nha, đăng ký kiểm tra chất lượng. Vâng ạ, ok chị. Kế toán là thuê một kho, là có cái kho tạm sẽ có một kho tạm. Cái này sẽ giúp kinh nghiệm cùng với kế toán nội bộ, tức là cái này là có một cái kho tạm trong những cái trường hợp mà hàng hóa chỉ tạm thông quan. Cái này em đang đi chỉ đi đến tờ kiểm tra chứng từ thôi, em chưa đi đến thì đấy em cũng chưa hiểu. Cái này là chú ý, mọi người chú ý là còn có cái này nhá, mình quên mất đấy. Cái đăng ký kiểm tra chất lượng ấy mình phải lưu ở đây. Cái quyết định
đó. Giấy chứng nhận, cái không cái giấy chứng nhận. Ok ok, đăng ký chất lượng là ok, bao hàm luôn cả cái chứng nhận, kết quả chứng nhận, kết quả chứng nhận. Ok. Ê, đối với cái này nhá. Hả? Bảo hiểm, phí vận chuyển. Vận chuyển cái thứ. Những cái lô tuần trạc cộng với cái chi phí nó phải đủ đấy. Ok chị. Thế còn các chi phí bốc giữa hàng. Nó ở trong chế hóa đơn này có hai lượng toàn bộ. Cái đấy ví dụ như là nếu mà những cái sau khi có dấu đi. Nhưng mà cái vận chuyển giữa hàng. Khi có dấu đi. Không biết làm như thế em sửa sau thôi. Có rất nhiều lắm. Cái đấy phải lưu hết, không bao giờ nó mắc okay, cái biết bóng tách này nhá. Vì là cái là khi mà anh em giữa hàng xuống ký hợp đồng với lao động ngoài xong không có hồ sơ ấy, cái đấy thì cũng phải cần để lưu ý, để lưu vào. Cái em đi nói lại giúp em là cái gì đấy? Tức là cái bốc giữa hàng từ trên xe xuống hoặc là cẩu hàng. Đấy là nó nằm trong cái phí lưu vận chuyển mà. Không, lâu vận chuyển nó chỉ về những tiền bốc hàng từ trong công ra. À, cái tiền bốc hàng. Cái đấy là nội bộ anh, phí đấy là nội bộ. Ở tại công trường như này. Thì mình bốc cũng co, bốc từ đấy nó cũng là một chi phí, nó cũng là rất lớn ấy. Thì không biết là cái đấy nó nằm trong này. Cái đấy là phần nội bộ, tức là sau khi mà hàng về tới ấy, nó sẽ phân ra nhá, chi phí quốc tế và chi phí nội địa. Đúng rồi. Thế thì khi đã nói giá trị nhập kho là nó bao gồm tất cả. Đến khi hàng có kho, tức là có thể bao gồm cả cái chi phí lốt hàng xuống, đúng rồi, dỡ hàng khỏi công. Nhưng mà cái đấy thì trong đợt kiểm tra bây giờ là họ không để ở đấy. Thế nhưng mình lưu ý là gì? Nếu như mình có những chi phí đấy và nó có hóa đơn thì mình nên kèm vào cho nó đầy đủ. Ok chị. Kèm là, nhưng mà cái bên mình thì là tức là bên xuất nhập khẩu thì họ hải quan không hỏi đâu. Nhưng bên kế toán là sẽ hỏi đấy chị ạ. Có tất cả các chi phí đấy. Vâng. Kế toán phần thuế là sẽ hỏi. Vâng. Họ sẽ hỏi tất cả các chi phí cho đến tận giá nhập của mình. Cho nên bao gồm cả cái chị Phương nói. Tiếp theo là chúng ta phải chú ý đến những cái hàng hóa, những hàng hóa phải kiểm tra chất lượng. Hàng hóa kiểm tra chất lượng thì có rất là nhiều. Tuy nhiên là theo cái hàng hóa của công ty nhập trong luật vừa rồi ấy, mà bị kiểm tra thì có thể nói là những cái mặt hàng này. Đấy, mà đúng là mình cũng khó kiểm soát những mặt hàng này, công văn thông tư nó thay đổi liên tục vậy. Nên là chúng ta không cập nhật thì đúng là chúng ta cũng bị vướng. Ví dụ máy nén khí này. Máy nén khí thì có đợt thì mình làm rất là chăm chỉ. Có đợt công văn ra, và đúng là công văn thì chúng ta có lúc mà có công văn xong mà hải quan thì mình làm với hải quan thì hải quan để nơi yêu cầu nơi không yêu cầu, cho nên là nó không được thống nhất. Đấy nên là đây có thể có nói là những mặt hàng này, máy nén khí tới nâng hóa chất dây hàn bóng halogen, máy hút bụi, còn cụ thể ví dụ máy nén khí nào, máy hút bụi nào thì chúng ta sẽ phải đi sâu sau. Chẳng hạn như máy nén khí có bình tích không bình tích này, hay là hút bụi là hút bụi yêu cầu là cái loại mà loại nào phải kiểm tra chất lượng, đấy công suất bao nhiêu và lưu lượng bao nhiêu hay là đi áp bao nhiêu, thì cái này cần phải đọc kỹ thông tư và xem chi tiết. Đấy, tôi chỉ nói qua như này thôi. Hay bóng hay lại bóng halogen này, hay là hóa chất, có những loại hóa chất nào không phải loại hóa chất. Đấy, chúng ta phải hỏi hóa chất thì chúng ta lại phải đi vào cái gọi là cái MSDS, là cái mà bảng cái phân tích về cái các cái hóa chất ở trong cái hóa chất đấy. Đấy, dây hàng cũng thế. Thế thì với những hàng kiểm tra chất lượng này thì là thực tế là chúng ta không biết, có nháy không biết để làm. Đấy, chưa đăng ký kiểm tra chất lượng mà chưa làm đến, cho nên đến khi mà bị kiểm tra thì là cái hình phạt nó cao, nhưng mà chúng ta bị bỏ qua các cái mục này. Cho nên là cách khắc phục của chúng tôi đưa ra ấy, đó là thứ nhất là chúng ta kiểm tra kỹ xem có phải làm hay không. Mà nếu có làm ấy thì dù có là nếu thật sự là chúng ta biết là công ty phải làm thì chúng ta cũng tránh, không, nó không vì cái tiện trước mắt. Thì trước mắt xong rồi sau đó là đến lúc mà kiểm tra xong hôm qua thì lại phải không những mà bị phạt nhiều. Nên là làm luôn, không đối mặt luôn chứ không có tránh. Trước đây tất nhiên trong mình thì có, trước đây là tôi thấy một số nơi, chẳng hạn như là tôi cũng nhắc là mọi người là không nên tránh, bản thân tôi thì chưa làm thế. Đằng nào cũng phải làm. Nên là không có làm tránh xong rồi bắt đầu là lúc sau lại phải mệt hơn. Cách thứ hai là trao đổi phần mềm, tôi trao đổi phần mềm bên tôi để tìm cách ghi chú hàng hóa phải kiểm tra chất lượng lên ERB. Đây là một cách để tôi hỗ trợ, tức là để hỗ trợ các bạn xuất nhập khẩu cho nó tiện, bởi vì không thấy khoảng có lúc các bạn quên. Nhưng tôi nghĩ là có mấy mục này chắc là không quên đâu nhỉ. Thế đấy là tôi đưa ra cách để hỗ trợ mà thôi. Không biết là phần mềm có làm được không, tôi sẽ tính sau. Thứ hai là mua bản quyền cập nhật thông tư.
tôi muốn nói tức là mình bận bình thường chúng ta không nắm được ấy, bởi vì chúng ta bị động, cho nên là tôi nghĩ là sẽ mua bản quyền cập nhật thông tư để chúng ta update được thường xuyên, và nếu nghi vấn thì nên làm công văn gửi hải quan. Đấy, tuy nhiên thì mình làm cứ làm thôi, trước đây thì thực tế là cũng có làm rồi, thế nhưng mà để chờ họ trả lời thì cũng rất là lâu. Thế nên có thể là bây giờ nó khác hơn, chúng ta cứ làm xem như nào, xem bây giờ có thể lại tốt hơn ngày xưa. Tiếp theo là không xuất bán khi chưa thông quan. Hàng về xin về bảo quản, đặc biệt những cái hàng kiểm tra chất lượng này này, những cái hàng đa phần hàng kiểm tra chất lượng thì là chúng ta thường là xin về kho bảo quản. Nhưng lúc đấy bảo quản thì chưa thông quan, chẳng hạn sự nồi hơi vừa rồi đấy. Đấy mà tại sao có cái sự gọi là không thống nhất giữa bên dưới 686 với cả kế toán. Cứ nghĩ dưới 686 cứ tưởng là kế toán gây khó khăn. Đấy, là bởi vì hàng chưa được thông quan mới đưa về bảo quản thôi. Mới đưa về bảo quản và chưa được thông quan thì chưa được phép xuất bán. Tiếp theo về cái trường hợp mà dùng CO pháp ưu đãi. Đấy thì có thể như thế là trong quá trình kiểm tra vừa rồi ấy, thì chúng ta có thể thấy một số những cái lý do mà CO chúng ta bị bác. Thứ nhất có thể nói là gì đây? Nhất là cái mà chúng ta không biết mà khó nhất là thiếu công văn truyền tải. Đấy. Không biết là các bạn bên TBS và bên 686 đã nắm được trước đây, trước khi buổi chia sẻ có nắm được là cái công văn truyền tải không? Trong trường hợp mà CO xưởng phong ưu đãi không có ai nắm được. Có các bạn ấy vẫn tham chiếu. Tham chiếu gì? Không tham chiếu cái mà cái nào cũng CO mà được như phong phong đó. Không phải đâu anh, không phải. Thế thì đấy, thế thì chúng ta trong hệ thống thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta có thể là một nhóm của gì đấy, là khi chúng ta có những cái gì mới mà hay chúng ta nên chia sẻ với nhau biết, bởi vì có thể chúng tôi không biết nhưng các bạn lại biết, hoặc các bạn không biết thì chúng tôi biết, thì chúng tôi chia sẻ luôn, chúng ta rút kinh nghiệm. Đấy, thứ nhất là thiếu công văn truyền tải. Cái này là thiếu gì đây? Một là vận đơn trở suốt, cái này ghi thiếu, một là vận đơn trở suốt. Hai là công văn chuyển tải, nếu như hàng chuyển tải. Đấy. Thứ hai là xuất xứ WO trên CO quốc tế. WO là tức là xuất xứ thuần túy. Thuần túy tức là những cái mà gì đây? Những cái mà sản xuất, tất cả là do họ sản xuất, chẳng hạn như là những loại ví dụ như là cá này, hay là cây trồng, tức là hoàn toàn do một nơi họ sản xuất ra thì có thể nói là thuần túy, là ví dụ là WO. Đấy, còn nếu không phải là WO thì nó là PE, thì các em để PE đúng không? Phải nhà, PE đúng không? Đấy, thì để đi sâu cái này thì tôi có dẫn chiếu bên dưới để các bạn có thể nắm rõ được. Thế thì thực tế thì là một số những cái nhà cung cấp chúng ta trước đây sai thôi, chủ yếu năm 2018-19 thôi sai thôi, còn sau đó thì họ làm đúng hết rồi. Trước đây thì đa phần là máy gì nhỉ, một số máy nén khí ấy, thì vẫn là để WO. Họ mới chi ra là ví dụ như là WO là phải thuần túy cơ, nhưng mà rõ ràng là máy nén khí của anh là có một số những cái là anh nhập từ nơi khác, là có những cái phần phụ kiện bên trong là nhập từ nước ngoài chẳng hạn, hay là đâu đó chẳng hạn, thì là họ bảo là như thế không đúng. Mà chúng tôi có lý luận này là gì đây, bên kia họ đã làm được như thế thì có nghĩa là họ đã đúng rồi, tôi chúng tôi làm sao kiểm soát được. Thế nhưng thực tế là hải quan họ không đồng ý đấy, thì nhưng mà mình có thể nhìn thấy là rõ ràng có chỗ này hải quan cũng có cái đúng của nó. Bởi vì sao? Bởi vì 2018-2019 là bên Trung Quốc, chúng tôi đã đề đến một số nơi bên nhà cung cấp ấy, họ làm cũng là máy khí đấy, nhưng mà để là trên CO ấy, để ở cái trường số mấy, là trường số 3 hay số 7 em nhỉ, trên cái chỗ mà xuất xứ thuần túy hay không thuần túy ấy, để WO. Nhưng mà đến năm 20 sau đó là họ để là PE cùng một sản phẩm, có nghĩa là có thể ngày xưa họ làm không đúng, sau đó họ làm đúng đấy. Thế thì xuất xứ WO trên CO là không đúng thực tế, là tôi nói là như thế, không đúng là nó cũng bị bác. Thứ hai là tên hàng bị khai gộp, nhưng khai gộp đúng thì không sai, khai gộp sai. Chẳng hạn như là trong một loạt cái thiết bị hàng hóa của tôi có này, có hand tool này, có cả một số những cái ví dụ quan bằng điện chẳng hạn này, thế thì họ không gọi là hand tool nữa, mà chúng ta làm trên form trên số ưu đãi là gì đây, là hand tool chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ bị bác một số những cái gọi là không được vào hand tool, nên cho nên là phải thống nhất cái tên khai hộp, nó phải là cái chung chứa những cái con, tập hợp con. Thứ tư là tên không khớp với hàng hóa. Chị thấy là chị nhớ là chị làm cái này chi tiết hơn mà sao lại chứ lại ít hơn nhỉ?
sorry chờ tí. À đây rồi. Đấy thì cái tên nó không khớp với hàng hóa. Tên không khớp với hàng hóa chẳng hạn như là tên kể là tên trên các chứng từ. Có chứng từ giữa căn check này với invoice với invoice tức là chứng từ ngoại hạng ta ấy. Riêng tên tiếng Anh của nó không khớp với nhau, người ta cũng bác. Hay là giữa tên tiếng Anh với tiếng Việt không khớp nhau. Đấy, chẳng hạn như trên chỗ này tôi để làm gì nhỉ? Để là rest là cái tay vặn ấy. Nhưng chỗ khác tôi để một tên khác, mặc dù chúng ta đều hiểu nó là cái tay vặn nhưng cũng bị người ta soi. Đấy, hay là tên tiếng Anh cũng để chẳng hạn như là cái trường hợp cái quạt và đồng quạt. Rõ ràng tên tiếng Anh là fan, nhưng mà khi các bạn dịch đồng quạt cũng bị người ta soi, người ta nói. Đấy. Thì các bạn chú ý cái tên đấy, những cái rất nhỏ. Khi mà làm CEO Form Ưu Đãi tôi phải nói là rất mất thời gian rất là chi tiết. Tôi từng làm cái kiểm tra cái CEO Form Ưu Đãi thì đúng là một lô hàng khác bình thường không nói, nhưng riêng cái lô hàng ưu đãi thì chúng ta ngay lúc chúng ta kiểm tra xong, kiểm tra lúc mà chúng ta khai quan ta phải soi đi soi lại, soi đi soi lại rồi đấy, chúng nói lại sau hôm qua nữa. Thế thì cái giải pháp cho CEO này, giải pháp cho CEO thì nhất các bạn nhìn này, với những trường hợp mà chuyển tải đấy, CEO tức là với, xin lỗi, cho như CEO Form Ưu Đãi thì đa phần là người ta đợt vừa rồi là người ta bắt những cái lỗi mà những cái lô hàng mà đang hồn phần là lô hàng lẻ, bởi vì sao lô hàng công thì nó đa phần là nguyên công nguyên trì rồi thì không bị bắt, nhưng lô hàng lẻ thì nó chuyển tải là qua cái nước thứ ba, qua nước thứ ba không phải nước trong thành viên các nước xuất khẩu ấy, thì là chúng ta sẽ bị phải xuất trình một số cái, có thể nói là bốn cái chứng từ đây. Thì vận đơn thứ nhất là vận đơn sản xuất do nước thành viên xuất khẩu cấp. Đấy, thứ hai là CO mẫu ưu đãi do cơ quan tổ chức CO liên quan của nước thành viên xuất khẩu cấp, là CO mẫu ưu đãi. Thứ ba là cái bản gốc hóa đơn thương mại, và thứ tư là các chứng từ chứng minh việc vận chuyển đáp ứng các quy định. Đấy thì cái này là ví dụ trước đây chúng tôi không biết là phải xuất trình cái này đâu, nhưng lần này mới biết vì cái giá này. Cái này thì để chi tiết thì để xem là em chỗ anh hay là Huyền có bổ sung cái này chi tiết cho các bạn không. Cái này xung thì không bổ sung, nhưng mà các em có hiểu khi mà đặt đến cái gọi là giấy xác nhận chuyển tải, mọi người có hiểu không? Có bạn nào chưa biết thế nào là giấy xác nhận chuyển tải và khi nào cần áp dụng không? Mấy bạn bên EdTech với mình vào tháng 6. Cái giấy mình xin được giấy xác nhận chuyển tải nào chưa hả? Anh ơi để mình show cho bạn nhìn. Này, từ chờ chị Lý, em nói hơi nhỏ, em nói thôi. Cái này cũng là mình cũng lần đầu tiên mình cũng biết cái này. Hôm trước mình xin quên, mình không sơ ra thì khỏi đi luôn. Vâng, thực ra là như hôm trước em có đọc tìm hiểu luật ấy, và cũng trao đổi với phó đầu của mình ấy. Thì bên mình thì theo quy định của luật thì cái công văn chuyển tải mà được hải quan chấp nhận phải là cái công văn chuyển tải do hãng vận chuyển cấp. Tuy nhiên bên mình cầm vấn đề là bên mình đi qua bên forwarder, nhất là hàng lẻ thì sẽ có bên khác sẽ gom hàng, và sau đó thì bên forwarder mình trực tiếp bốc hàng thì lại là bên thứ ba chứ không phải là bên tàu. Nên là khi mà họ xin công văn chuyển tải thì hiện nay họ đang chỉ có thể xin công văn chuyển tải của bên forwarder thôi, không thể xin trực hãng tàu. Và cái bên forwarder đấy thì họ đang không có ủy quyền của hãng tàu. Nên em thấy là một cái vấn đề cũng là khá khó với bên mình ạ. Đấy là bởi vì chúng ta khó xin là bởi vì bây giờ mới xin, khi chúng ta trải qua đã qua rồi bây giờ xin mới khó. Còn thực tế là khi chúng ta nắm được cái này rồi thì qua mỗi một lô là chúng ta yêu cầu luôn cái bên forwarder và forwarder yêu cầu luôn hãng tàu là sẽ được. Chúng ta khó là bởi vì chúng ta xin sau thôi, nhưng bây giờ chúng ta nắm được rồi. Đấy thì là cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần Google cái là ra được ngay. Ra được ngay biết là gì đây, biết là như thế nào là chở suốt, như thế nào là như nào là xuất và như nào là qua các nước như nào là gì đấy, truyền tải là như thế nào đấy. Thế thì cái vận đơn chở xuất thì chúng ta xin từ hãng từ bên không có đợi bên hãng tàu rồi, thì tôi nghĩ đơn giản là công văn kiểu như là chứng minh là cái này nó cái hàng này nó đi qua một cái cảng khác ở một nước thành viên, nước không phải nước thành viên của trong nước xuất khẩu, chứng minh là nó y nguyên, nó nguyên trạng, nó không ảnh hưởng gì cả, nó không bị thêm một cái thành phần nào khác ảnh hưởng đến cái hàng hóa, thì chúng ta vẫn đảm bảo được là cái gì ấy, cái hàng đấy nó y nguyên xuất xứ của cái nước ban đầu. Mình hiểu đơn giản như này, của mình chủ yếu là Form E, mình là chủ yếu là Form E và hàng từ Trung Quốc,
Đấy, mà hàng từ Trung Quốc thì qua Hồng Kông rất là nhiều. Và mặc định là Hồng Kông là nước thứ ba không phải thuộc về liên minh nào đó. Cho nên là đối với hầu hết đối với các cái lô hàng mà Form E là đều cần có cái dây chuyền tải. Này, mình cứ hiểu đơn giản như thế cho là dễ nhớ. À, tuy nhiên thì đây là cái bảo là Form E thì được, bởi vì nó qua thực tế là mình như thế. Thế tuy nhiên là không hạn chế bởi ở những cái nước khác đâu. Mình nghĩ có thể mình chưa biết nên là các bạn cứ mở rộng ra các bạn tìm hiểu thêm nhé. Không hạn chế riêng ở Form E, bởi vì có thể cái chúng ta chưa biết được đâu. Tiếp theo là cái mục 2 này mục này tôi gồm là gồm lại bởi vì nó có thể nó giải pháp chung về khai báo cho cái hàng đào tạo dầu mỡ, cái hàng mà chúng ta nhập để cho các trường ấy, cho đào tạo, cho dạy nghề là chúng ta sẽ được ưu đãi. Đấy, ưu đãi thì là được thuế, là hưởng thuế VAT 5%. Và chính vì được hưởng ưu đãi thuế đấy, đa phần là những cái gì mà chúng ta được hưởng ấy, ưu đãi thì chúng ta người ta thường yêu cầu khắt khe hơn. Cho nên là giống như form C1 form ưu đãi thì cái này như thế là thế, khi được ưu đãi về thế VAT thì bên mình lại yêu cầu về cái gì đây, yêu cầu là khi mà khai báo tờ khai hải quan ấy, thì chúng ta phải ghi số hợp đồng và đính kèm hợp đồng lên đấy. Mà cái này cũng là cái chi tiết chúng ta khi bây giờ chúng ta nói với nhau chúng ta biết đấy. Thế nhưng mà khi thực tế chúng ta làm, bởi vì đặc biệt là tôi biết là khi làm các document ấy, là nó cũng là cái tỉ mỉ và rất dễ quên đấy, rất dễ quên, rất thông cảm các bạn. Cho nên chúng ta chỉ có cách là chúng ta cẩn thận mà thôi. Đấy, cái hàng dầu mỡ thì chúng ta phải khai báo thuế bảo vệ môi trường chẳng hạn. Đấy, là những cái mà tưởng như cái tại sao dễ quên, bởi vì nó không thường xuyên. Những cái không thường xuyên là chúng ta dễ quên. Nên chỉ có cách là gì đấy, các bạn cẩn thận thôi. Làm cách nào nhắc mình. À, với cả là tôi xem là trên phần mềm sẽ có một cái ghi chú nhắc nhở để khi chúng ta khai đấy, chúng ta automatic là chúng ta sẽ có em nhỉ. Riêng bảo vệ riêng dầu là trên phần mềm là có thuế bảo vệ môi trường ép luôn vào đấy được đúng không anh? Các em nhà xuất khẩu có chưa? Có rồi đúng không? Đấy. Còn cái riêng mà cái về khai những hàng cho đào tạo thì các bạn chú ý mà thôi. Đấy. Thì những cái hàng này đúng là thực tế là chúng ta quên. Đấy. Quên là cái hàng dầu thì quên khai thuế bảo vệ môi trường. Còn cái hàng mà cho đào tạo thì là cũng nhầm sơ xuất không? Sơ xuất là gì đây? Có đính kèm hợp đồng nhưng mà quên không nốt cái số hợp đồng lên cũng bị người ta bác. Đấy. Mà người ta cố soi ra để người ta bác mình, người ta muốn bác người ta chung chi thu thế là người ta chỉ tận thu là người ta cứ thế là người ta tìm ra lỗi để người ta bác không? Cho nên là chỉ có cách là chúng ta cải thiện là gì? Chú ý từng lô hàng khai báo. Chị dừng một phút để chị hỏi. Ok chị. Ví dụ như là ai đang làm hàng Mafrai? Mafrai có Phương. Phương và Phương là xuất nhập khẩu, còn cháu là phát triển kinh doanh. Phương với cả Tuệ Minh có hiểu lý do tại sao phải khai cái thuế bảo vệ môi trường và để nộp thuế không? Theo như cháu thì không có bảo vệ môi trường nhưng mà hàng dầu tại sao? Vì nếu mà có cái thuế bảo vệ môi trường thì theo cháu biết là cái thuế nhập khẩu nó cũng sẽ thấp hơn hoặc là có thể nó sẽ em mình sẽ được cái ưu đãi khi mà mình đóng thuế ạ. Rồi cảm ơn cháu. Nào Phương nào trả lời cho chị biết là tại sao phải khai cái thuế bảo vệ môi trường để nộp thuế? Nó không có chất ở trong đấy hại môi trường. Nào, ai có thể trả lời được câu này? Đấy là một nhà nhưng chị cứ đang hỏi là tại sao quy định nó phải một cái tại sao quy định thực ra thì cái này nó không là chế được đúng không? Có những hàng thì chúng ta ưu đãi để chúng ta khuyến khích nhập, có những hàng chúng ta không ưu đãi chúng ta phải tăng thuế lên để chúng ta
hạn chế nhập. Thế mà vì sao những cái gì hại, có hại nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái đất nước nhập khẩu thì chúng ta người ta, hoặc là trong nước này có nhiều rồi người ta không có ít nhập, người ta sẽ gì đây, sẽ tăng thuế lên, hoặc là tăng cái một số những cái loại thuế khác lên, và những cái này không thích người ta sẽ đơn giản đi. Đấy, đơn kiểu đơn giản như thế. Và cái hai cái này này, một cái là cho trường, một cái là cho gì đây, nhập khẩu cho trường để đào tạo, phụ đào tạo. Một cái ngược lại là hàng dầu mỡ thì có thể là ngược lại hai cái ngược lại như tôi vừa nói. Chị Phương xin mời chị Phương thêm đây. Thôi giờ không cần biết. Thứ nhất là gì? Cái thuế bảo vệ môi trường sẽ được tính với toàn bộ các chi phí khác để đưa hàng về tới Việt Nam, để đưa hàng về tới cảng Việt Nam khi khai báo để nộp thuế. Bởi vì là cái bảo vệ môi trường này, kể cả trong quá trình mà hàng đi đường biển thì nó cũng có ảnh hưởng tới môi trường, trong trường hợp tắm thuyền chìm tàu vân vân. Tức là gì? Đấy là lý do tại sao toàn bộ những cái chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, tạo nên cái giá thành sản phẩm trước khi về đến Việt Nam là buộc phải khai báo cộng vào chi phí để tính thuế. Các bạn có hiểu ý không nhỉ? Ví dụ như là LS, ví dụ như PAT, vân vân, là những cái chi phí nó được cấu thành để tạo nên cái giá trị hàng hóa bạn buộc phải khai báo. Và cái này nó cũng như thế. Và đấy là lý do tại sao mà nó quy định trong một cái văn bản nào đấy, như nhà nói là gì, văn bản nó quy định như thế, phải làm như thế, mà mình không cãi được chuyện nào. Cái phí này nó cũng y chang như vậy. Biết là nó khác. Bảo vệ môi trường là mình hàng hóa mình tiêu thụ ở Việt Nam, đúng chưa? Hàng hóa mình tiêu thụ Việt Nam nó giống như là cái thuế tiêu thụ đặc biệt ấy, đối với những cái hàng hóa đặc biệt là nó tính theo lít. Thế nhưng mà tiêu thụ ở trong nước là hóa tiêu thụ đặc biệt thì tại sao mình lại phải nộp khi mà khai báo hải quan? À, tại vì câu hỏi đấy rất là như rằng riêng đối với những cái lô hàng ấy, dầu mà mình xuất khẩu tại chỗ thì mình sẽ phải lưu đủ cái giấy nộp thuế của các lô hàng dầu mà có thuế bảo vệ môi trường. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình xuất cái hàng đấy xuất tại chỗ ấy, đi thì lúc đấy mình sẽ phải cấp cái giấy nộp thuế đấy cho cái hàng mới nhập tại chỗ ấy, để nó sẽ không phải đóng thuế bảo vệ môi trường lại nữa. Đúng rồi. Đấy. Tức là xuất khẩu tại chỗ, mình cái thuế đấy mình chỉ đóng một lần. Đúng rồi. Giống như là cái phí gọi là phí bảo vệ đường bộ đấy, hay là phí đường bộ mình bây giờ mình đang kiểm đăng ký ấy. Tức là quy định như thế là tôi phải đóng. Quy định như thế tôi đóng, và cái đấy chỉ nộp một lần. Hay là cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá hay là xe ô tô là cái đấy cũng chỉ đóng một lần. Và cái này nó cũng như thế đây này. Thế nhưng mà hỏi là tại sao là gì? Nó sẽ có liên quan tới cái việc để đưa hàng về Việt Nam. Để đưa hàng Việt Nam, người ta phải tính thuế trước khi nó được lưu hành trên thị trường. Các bạn hiểu ý không? Nó bắt buộc phải làm như thế. Ví dụ ô tô cũng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trước khi mà nhập vào Việt Nam để chạy. Hay là thuốc lá cũng thế, những cái mặt hàng hoặc là thuốc mà thuộc cái danh mục mà phải nộp thuế gọi là thuế đặc biệt là sẽ phải tính như thế. Mình chỉ cần lưu ý là gì, những cái danh mục phải khai báo để nộp thuế một lần trong trường hợp mình làm thủ tục hải quan thì phải khai báo. Hiểu rất là như vậy nha. Ok chị, không chưa? Nhà có hiểu. Trong quá trình mà bạn Hằng nói ai chưa hiểu cái gì thì yêu cầu chị Hằng dừng lại chút để giải thích. Chứ nếu chị nghe không mà đi một chiều, tương tác một chiều nó không có tác dụng đâu. Mọi người thì chỉ có đặt câu hỏi. Thật ra thì em cũng là muốn là tương tác hai chiều nhiều. Nhưng đúng là hôm nay là muốn đi cho tổng quan xong và mọi người có những cái gì thắc mắc như này, còn em muốn là có chi tiết nhiều hơn. Không hiểu sẽ không thắc mắc đâu. Cho nên là tốt nhất là mình cứ đi. Okay, nó từng một ra là ra để mà chia sẻ chi tiết là mình muốn để hiểu sâu là sẽ phải trao đổi rất là nhiều. Đấy. Ok, chụp biên. Thế thì là cái mà để ý cho cái giải pháp thì chúng ta gì đây?
chú ý cái hàng này ấy. Ví dụ như là cái tờ khai về nhập khẩu hàng hóa do đào tạo cho dạy nghề, chúng ta được hưởng ưu đãi thuế VAT 5% thì chúng ta phải có đính kèm hợp đồng bán cho trường và lên hệ thống hải quan, sau đó là chúng ta phải nốt lên. Ok, về cái mã HS là cái này là cái gọi là rất là thì gọi là rất là nặng và nhiều lắm. Mà cái này tôi nghĩ là phải mất một buổi rất là một buổi chẳng hết được, một buổi cơ bản thôi, buổi nhiều buổi dài thôi mới có thể nói hết được. Mà cái này là hôm vừa rồi là cũng là có chị Huyền là thâm niên rồi, là kinh nghiệm rất là lâu năm ở Tân Phát, nên chị Huyền phải nói là cái này là lúc nào chúng ta sẽ tổ chức, và tôi nghĩ là chị Huyền chia sẻ cái này cho các bạn đấy, bởi vì chị Huyền khai báo hải quan ở công ty này là người thâm niên nhất và người kinh nghiệm nhất, và phải nói là chị làm rất là chi tiết, chặt chẽ, cẩn thận. Number one. Đấy, thế thì thực tế thì đúng là như thế này, nhưng có những cái thì đến kinh nghiệm lâu năm để tích lũy đâu, nhưng mà cái mà cơ bản chúng ta dù kinh nghiệm không kinh nghiệm, chúng ta có một số những cái nguyên tắc này chúng ta làm và chúng ta sẽ tránh được. Thực tế như này, bởi vì hàng hóa công ty mình quá nhiều lắm, đúng là quá nhiều, cho nên là chúng ta gặp khó khăn trong việc khai báo, nhất là với những cái bạn mới bên nhóm mua hàng bên TDE này. Các bạn mới và lượng hàng quá nhiều, và đúng là để bắt kịp được việc, bạn đa phần là mới đầu là gọi là chạy theo và chưa kịp thời gian để gọi là kiểm tra xem là đúng sai, có kiểm tra nhưng mà không phải hoàn toàn được. Cho nên là tới là yêu cầu các bạn là gì đây, đã theo một thời gian rồi và bây giờ các bạn sẽ phải kiểm soát lại và kiểm tra đúng sai đấy. Qua đợt vừa rồi là chúng ta có kinh nghiệm tương đối và chúng ta sẽ lọc ra đấy. Cái thực tế là gì đây, nhiều gã cũng đúng. Không đúng thì đúng hơn, tại vì nhiều người khai và mỗi người khai hiểu cách khác nhau, có thể tôi nghĩ là đúng, tôi không biết là tôi sai, đúng không? Đấy thì người khác phát hiện ra, lọc qua hải quan phát hiện ra, đấy là kinh nghiệm. Còn cái nữa là gì đây? Cái đấy thì có thể là thông cảm, nhưng có một cái là khai mỗi lần một mã. Đấy, khai mỗi lần mã có thể hiểu, bởi vì là gì đây? Có thể là gì đây, hàng chúng ta nhiều, cùng nhiều hãng, cùng một tên hàng nhưng có nhiều hãng khác nhau, mà mỗi hãng khác nhau lại mỗi người kêu một hãng khác nhau. Nhau chẳng hạn cũng là máy rửa xe chẳng hạn, nhưng mà ví dụ bạn Ngọc này phụ trách mặt hãng máy rửa xe của khu Trung Quốc, bạn kia lại phụ trách mặt hãng máy rửa xe bán khác, mà chúng ta chưa làm một cái hệ thống để chúng ta search, hoặc là lúc chúng ta làm chúng ta đúng là chưa có hệ thống, cho nên là gì đây, mỗi người khai một mã, thực tế xảy ra đấy, mỗi người khai một mã, hay là họ thậm chí là cùng một người khai của cùng một cái hàng đấy, cái của nhiều hãng khác nhau, mình cũng nghe mà mình cũng lại khai khác nhau. Đấy là một cái. Đây là cái thứ xảy ra đấy, thì không ta cảm là vì cái hàng hóa chúng ta quá nhiều, hoàn toàn không cảm. Thế nhưng mà để mà khắc phục được cái đấy thì chúng ta để ý gì đây? Thứ nhất là thế này, hoàn thiện tên khai báo hải quan mã HS trên LB. Đấy, giờ có LB chúng ta vất vả một chút, vất vả chúng ta đưa lên. Bây giờ là qua, nhất là chúng ta được thông quan rồi, chúng ta có những cái mã nào nhất là chúng ta hoàn toàn chúng ta đưa lên, để sau là chúng ta lên chúng ta khai. Thứ hai là có những mã mà chúng ta chưa được kiểm tra đấy, chúng ta chưa được động đến thì chúng ta cũng kiểm tra lại, tự kiểm tra lại, trao đổi với nhau, sau đó là đưa lên. Đấy, chúng ta có thể lập file, trước đây đã làm rồi đấy, lập file dịch hàng của từng hãng. Thế nhưng chúng ta ngoài từng hãng ra, chúng ta làm file tổng, để khi mà anh chị em mà khai chịu có một chút, mặc dù chúng ta có thói quen này, thói quen là khi mà chúng ta khai một cái hàng này, chẳng hạn bạn này khai hàng của máy rửa xe cái gì ạ, bạn kia khai hàng máy rửa xe con sông chẳng hạn, thế bạn này cứ vào cái file dịch hàng của mình, coi nhiều khi là thế, thói quen chưa có chưa để ý cái việc mà kiểm soát lại, thế cứ hết là người trước khai nào người sau khai đấy, hoặc là khai mình đối trước nào khai thế, là mình quên mất một việc quan trọng. Tôi nghĩ là cố gắng là gì đây, mặc dù biết là nó quen rồi, nó dễ rồi, nhưng mình cứ vào cái file tận, mình xuất lại lần nữa nhé, xuất lại lần nữa xem. Trong thời gian đầu tôi nghĩ là cố gắng làm như thế để tránh cái việc mà khai nhiều mã, một hạt hàng khai nhiều mã đấy, thì là mỗi hãng lập file tổng, sau đó tổng hợp lên để khai báo mã HS làm cơ sở dữ liệu tạm thời trong trường hợp mà mình LB mình chưa hoàn thiện hết đấy. Cái mã HS này còn về cái nguyên tắc ấy, về cái nguyên tắc mã HS thì là ví dụ như là chai thế nào thì tôi để phía sau, bởi vì là tôi cũng được chị Huyền đưa ra một số những ý kiến tham khảo, tôi cũng đưa vào đây bởi vì nó rất là dài, rất là chi tiết.
nên tôi đưa ra xuống phía sau. À, cái cách mà tra mãi thế nào, tìm mãi thế như thế nào, đấy là cái một số những cái tip chị Huyền đưa ra để tôi để phía sau đấy. Thế còn thứ nhất tiếp theo là về cái phần mềm đi kèm thiết bị thì đúng là cái này thì là thực tế là vừa rồi kiểm tra thì mới phát hiện ra. Có thể lúc chúng ta khai thì chúng ta không nắm được, hoặc chúng ta nắm lệch so với cái mà hải quan, cái ý kiến của hải quan. Thì cái này thì chỉ có mấy trường hợp phân ra được vừa rồi qua kiểm tra xong qua thì hải quan đưa ra cái việc nó khai báo phần mềm. Cái phần mềm này, phần mềm đây là trong cái đây là phần mềm, thì cái phần mềm ở trong cái chứa trong cái USB này, chứa trong cái đĩa này đấy, thì khai báo như thế nào đấy thì phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp ví dụ như là cái trường hợp về phần mềm nó đi cùng cái phần mềm này, nó đi cùng với cả cái máy. Cái máy có thể là máy, ví dụ cái phần mềm, cái một số cái máy mà có phần mềm chẳng hạn máy Hàn này hay một số máy gì nữa mà có phần mềm đi kèm, thì là trường hợp mà phần mềm mà về chiếc máy, tức là gì ấy, phần mềm mà đi khai chứ hai lô hàng khác nhau, lần này tôi chưa nhập về máy tôi chỉ nhập mỗi phần mềm thôi thì khai như thế nào đấy. Hay là trường hợp mà phần mềm về sau máy, cái máy về trước mà tôi chuyển nhập phần mềm, lần sau tôi nhập phần mềm thì tôi khai như thế nào, thế thì nó phân biệt rõ ràng như này. Chẳng hạn như là trường hợp phần mềm về chiếc máy thì phải ghi rõ phần mềm dùng cho thiết bị gì. Khi khai hải quan chúng ta phải rõ, ghi rõ là phần mềm này tôi dùng cho thiết bị gì đấy. Thứ hai nữa là khi tính thuế giá trị phần mềm, khi tính thuế giá trị phần mềm theo mã HF của máy đấy, giá trị phần mềm này chúng ta khai mã HF, mà khai mã HF này khai theo giá trị của máy, à xin lỗi, khai theo mã HF của máy. Và khi nhập khẩu thiết bị, khi nhập khẩu thiết bị lần sau đấy, khi mà thiết bị lần sau thì cần ghi rõ trong phần ghi chú của tờ khai là thông tin tờ khai nhập khẩu phần mềm trước đấy, đấy số tờ khai, ngày tờ khai. Nếu chúng ta chỉ ghi một cái này thì người ta không chấp nhận đấy. Chẳng hạn như chúng ta chỉ ghi lần vừa rồi bị bác, chẳng hạn như là trong cái tờ khai của phần mềm thì có ghi là tôi dùng cho thiết bị này, nhưng mà khi khai máy chúng ta không có nói là gì, không ghi chú số tờ khai, ngày tờ khai vào, thế là có bị bác. Trường hợp đấy là trường hợp chị Huyền trao đổi hải quan đúng không, cái trường hợp đấy. Thế hôm đấy vừa rồi là chị Huyền với chị Nhàn là rất là vất vả trao đổi với hải quan, ghi công đủ kiểu lý luận nhưng mà không được đấy. Thế tiếp theo là trường hợp bởi vì nó có thông tư dẫn chiếu thông tư rõ ràng nên chúng ta cũng không cãi được. Tiếp theo là trường hợp phần mềm về sau máy, tức là chúng ta nhập thiết bị trước ấy, thì chúng ta phải làm gì đây? Thứ nhất là phải ghi rõ phần mềm dùng cho thiết bị gì đấy, cả hai trường hợp phải để ý là phần mềm dùng cho thiết bị gì. Thứ hai là tính thuế giá trị phần mềm theo mã HS máy. Và thứ ba là phần ghi chú của tờ khai phải ghi là thông tin của tờ khai nhập khẩu thiết bị đấy. Cái này tôi nghĩ là chúng ta nói đây thôi, chúng ta đừng quên, chúng ta chỉ nhớ rằng là khi khai phần mềm phải như thế nào, phải đến nhà đây chúng ta lưu lại cái này, lưu lại thông tư và lưu lại cái này, thì chúng đến khi chúng ta làm thế thì chúng ta kiểm tra ra thôi, chứ không bắt các bạn nhớ bảo chẳng ai nhớ được nổi là như nào. Chỉ khi trường hợp các bạn làm nhiều làm quen thì chúng ta nhớ được đấy. Cái này có ai hỏi gì không, có ai hỏi thì tôi sẽ đưa để giải thích cho bạn, giải thích cụ thể hơn cái này đi, để cho thấu đi. Ờ, về giải thích đi. Năm 2019 nó đã có thông tư rất rõ ràng về hướng dẫn nhập khẩu phần mềm như thế nào, là thông tư 60/2019 đấy. Thì mọi người có thời gian mọi người cứ đọc trực tiếp cho nó thấm nhuần. Còn đâu về ghi nhớ ấy, thì mình chỉ ghi nhớ như thế này: nếu như mà phần mềm về trước máy thì khi nhập khẩu máy mình cần ghi chú ở trên tờ khai hải quan là cái máy này sẽ được dùng với cái phần mềm thuộc cái tờ khai nào đó. Đấy là mình sẽ điền số vào ngày của tờ khai nhập khẩu phần mềm. Cứ cái gì về sau thì sẽ phải ghi chú cái về trước. Đấy. Trường hợp mà máy về trước, phần mềm về sau, thì khi nhập khẩu phần mềm mọi người phải ghi chú trên tờ khai nhập khẩu phần mềm rằng là phần mềm này dùng cho máy đã được nhập khẩu theo tờ khai số bao nhiêu ngày bao nhiêu. Nói với mọi người dễ hình dung không? Cái gì về sau thì sẽ phải tham chiếu tới tờ khai của về trước. Thiết bị về trước thì tự nhập khẩu phần mềm về sau trên tờ khai của phần mềm phải tham chiếu tới tờ khai nhập khẩu máy.
mà máy không số hợp đồng thì là đương nhiên rồi, số hợp đồng là số hợp đồng mình ký kết rồi, còn phải tham chiếu tới số tờ khai nhập khẩu của cái máy vì cái máy nó về trước rồi. Đấy. Còn nếu mà máy về sau thì trên tờ khai nhập khẩu máy sẽ phải ghi là tham chiếu tới cái tờ khai nhập khẩu thiết bị phần mềm. Vì sao phải như thế? Vì phần mềm được áp theo mã HS của máy. Phần mềm được áp theo mã hải quan, mã HS của máy và tính thuế theo thuế suất của máy. Nên mình bắt buộc phải có ghi chú đấy để link hai cái đấy vào với nhau. Và để hải quan họ thấy ra là à đúng cái này cho cái này nên nó được hưởng thuế suất của máy. Chứ nhiều khi là máy 0% và phần mềm mà mình không ghi chú như thế là họ bác và họ yêu cầu áp vào mã của cái vật chứa phần mềm. Này, nguyên nhân là vì mình áp mã HS cho phần mềm bằng với mã HS của máy, chính là HS của máy, nên mình phải có cái sự tham chiếu giữa hai lô hàng đấy với nhau. Đơn giản thế thôi nhá. Đơn giản nhưng mà rất dễ sót, và sót là trả giá rất đắt. Ví dụ như là một cái máy phân tích khí thải động cơ mình nhập khẩu mã HS là 0% thuế. Mà nếu mình khi nhập khẩu phần mềm về sau máy chẳng hạn mà mình không ghi chú như thế, không ghi chú rằng cái phần mềm này được nhập khẩu cho cái máy phân tích khí xả động cơ này và cái máy đấy đã được nhập về theo tờ khai số này ngày này, thì hải quan họ sẽ yêu cầu mình chuyển mã HS của cái phần mềm sang cái thành mã HS của vật chứa là USB hoặc là cái đĩa CD, và thuế suất có thể lên tới 15%. Ngược lại cũng thế, nếu như mà phần mềm nhập về trước nhưng khi máy nhập về mà mình không ghi chú rằng là cái máy này sẽ được sử dụng cùng với cái phần mềm đã được nhập khẩu theo số tờ khai này ngày này. Đấy, thì dù tờ khai thuế của cái phần mềm đã được thông qua, họ vẫn sẽ lật lại và họ áp lại thuế của phần mềm đã được thông qua từ trước, nhưng họ vẫn lật lại. Nên là dù là chỉ là ghi chú trên tờ khai thôi, cái phần ghi chú này là thiếu thông tin là tờ khai vẫn được thông qua đấy, đúng không? Vì nó không thuộc là trường bắt buộc phải điền thông tin. Thế nhưng mà thiếu là lĩnh đủ, nên là phải rất là cẩn trọng, cẩn thận khi mà liên quan tới phần mềm. Nhá, ok. Để hoàn thiện cái phần này thì em hỏi là như vậy trong trường hợp là cả phần mềm cả máy đi cùng một lần thì mình cũng cờ liên luôn trong trường hợp này, bởi vì mình đang có hai trường hợp là đi kèm trước với sau, đúng không ạ? Như vậy mình cờ liên luôn cho các bạn là đi cùng phần mềm và máy đi cùng về một lần thì mình sẽ khai là cùng ghép nào? Thường thì trong trường hợp mà mình đi cùng luôn thì mình sẽ cộng cái giá trị của nó vào luôn rồi. Giá trị của phần mềm mình cộng vào máy luôn rồi. Câu hỏi đây thứ hai là bình thường là bên em là có gia hạn phần mềm thì theo em hiểu ra là chỉ là phần mềm chỉ tính thuế một lần đầu tiên, đúng không ạ? Còn các lần gia hạn lần sau là mình sẽ không phải. Không phải. Em gia hạn, nếu như em gia hạn phần mềm mà gia hạn online, nghĩa là theo cái đường link ấy, mình không có hàng hóa đi qua cửa khẩu mà thường là đao trực tiếp từ trên mạng xuống ấy, thì theo quy định hiện tại của hải quan là hải quan không kiểm soát cái phần mềm online, mình cứ đao xuống bình thường và không phải tính thuế cũng không phải nhập khẩu gì cả. Thế nhưng mà đối với phần mềm dù em có nâng cấp, em là nâng cấp em cập nhật đi chăng nữa nhưng nó vẫn đi qua cửa khẩu này thì em vẫn cứ phải khai báo. Anh thì mình là chỉ online nhận thì chỉ cho một cái code đấy thôi, là mình đăng trực tiếp trên internet xuống thì mình không phải khai báo. Nhưng mà thanh toán là các bạn đang đi là thanh toán cái gì không có ạ? Hiện tại thanh toán thì thanh toán vẫn bình thường thôi, vẫn bình thường. Có vẫn có invoice, vẫn có thể ký kết hợp đồng không sao, nhưng mà đã có riêng cái quy định rồi. Kể cả hôm trước công văn của hải quan cũng trả lời ấy, là những cái phần mềm mà không qua cửa khẩu, nghĩa là đao ở trên mạng xuống thì sẽ không thuộc quản lý. Lúc thanh toán thì ngân hàng họ sẽ có những chỉ dẫn cho mình cần lấy tờ gì, chẳng hạn là PI hay không có số invoice. Như ngân hàng ở dưới này là họ sẽ yêu cầu một là cái invoice này, hai là cái đường link. Mình khi mà hãng họ gửi cho mình cái đường link ấy thì mình sẽ in lại đường link, mình chụp lại để chứng minh rằng là hãng họ đã gửi đường link và mình đã đăng xuống để hoàn thiện được cái lô hàng đấy và chứng minh là mình đã nhận hàng. Ok,
Thì thấy cái bộ phần mềm này này chủ yếu là bởi vì là hải quan, cái hải quan lúc mà nó thích nhận đâu phải mình muốn ghi chú. Ví dụ trường hợp hai nhé, là phần mềm về sau máy mình muốn ghi chú được hay là hải quan nó chấp nhận, thì vấn đề của mình chủ yếu là hải quan nó chấp nhận. Mình ghi đúng chữ đầu tiên mình ghi đúng đã, còn hải quan họ ý kiến như thế nào thì mình giải thích và mình chứng minh, mình phải chứng minh được. Còn lúc trước tiên là mình phải ghi, và mình ghi là mình ghi đúng. Em còn nếu là mình cố tình mình ghi sai thì lúc ấy là bởi vì là hải quan nó cũng đang nhiều người, 10 người thì 9 người đang hiểu khác nhau về cái bộ phần mềm này này, nên chủ yếu cái vấn đề của mình không hiểu, mà là cái ông hải quan tiếp nhận. Không, nhà mình không nói đến những trường hợp quá là sắp xuất và quá là đặc biệt, bởi vì theo thông tư là rõ ràng như thế rồi, theo thông tư rất rõ ràng rồi đấy. Và khi mình ghi chú thì mình cứ ghi đúng hàng của mình như là mình cứ ghi đúng, và nếu mà hải quan có ý kiến thì chứng minh được thì mình làm đối tác. Em thử chứng minh một hai lần rồi không chứng minh được. Nó hỏi rất là nhiều về cái phần mềm nào, cái catalog phần mềm và phần mềm mình dùng catalog chứng minh rằng tại sao cái phần mềm đấy nó dùng cho cái máy đấy, chứng minh hiện tại sao phần mềm đấy nó lại dùng cho cái tờ khai đấy của cái máy đấy, của cái tờ khai đấy. Thật sự là mỗi một lần cái việc mình... hỏi là việc của họ rồi, cái còn cái việc chứng minh là việc của mình. Thật sự là nó rất là hòng hòng chứ không phải tự dưng mà nó lại có cái lịch sử liên quan với phần mềm đâu. Bây giờ thế này hay là như làm là phải làm. Thế còn chứng minh ý thì nó sẽ có rất nhiều cách. Catalog có thể có, catalog để có thể nói là phần mềm điều khiển cho thiết bị này. Catalog không đề cập thì mình có thể làm một đoạn clip, làm đoạn clip quay cái máy hoạt động như thế nào ấy để biết là nó có phần mềm hay không có phần mềm. Thế khi biết là cái máy đấy nó ABC như thế nào đấy và nó hoạt động được thì phải có phần mềm quản lý nó, thì rõ ràng nó có sự đấy. Bây giờ như này, việc mình khai đúng, việc mình làm đúng là mình vẫn không làm. Việc hải quan họ hỏi lại, họ yêu cầu làm rõ, đấy là việc của họ, là họ công việc họ là phải là như thế. Bởi vì có những cái phần mềm của mình là 80 mấy nghìn đô, nghìn ơ cơ mà. Đấy. Và trong cái trường hợp đấy là đấy là cái việc sau, cái việc phía sau. Các bên để mà diễn giải chứng từ. Tức là cái việc chi tiết phía sau, còn cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải làm theo nguyên tắc như thế này. Nhưng mà xác định rằng là cái này nó sẽ rất là phức tạp, nên là ví dụ mọi người không được ngại. Ngày xưa trong cái phần mềm mấy trăm ơi chẳng hạn, sau khi nó quần quật mấy ngày liền, doanh nghiệp chán mặt thôi, thì ông dẫn thực hành là thực hành thế để chấn thông qua. Thật sự vậy như thế. Chung là lúc mà chúng ta hải quan thì chúng ta gặp rất nhiều những cái đơn vị hải quan khác nhau, nên là chúng ta không phải là người ta nói gì chúng ta làm theo đấy, mà chúng ta phải kiểm tra lại cái bằng cái gọi là cái ý kiến của chúng ta, phải có cái kiên định của mình nhá. Khi mình thấy đúng là mình phải đối ra đến cùng, chứ không phải là theo người ta, theo người ta tạm thời, nhưng mà người ta lại còn làm việc xong hôm qua. Tôi đã từng làm thế rồi. Kể cả như là những trường hợp điển hình là cái trường hợp máy rửa xe đấy. Rõ ràng là 8424 là chúng tôi tranh cãi mãi để đối lại 8413. Thế nhưng mà khi thế sau khi đã có công văn xong hôm qua để chúng tôi kiểm, chúng tôi khai hải quan thực tế này, họ lại bắt tôi về 8424. Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà về sau vẫn phải là lại đấu tranh lại họ lại để dùng lại cái văn bản xong qua để đưa lại họ bắt đầu mới đồng ý chúng tôi. Đấy, cho nên là chúng ta phải không phải cứ là cái gì lợi chúng ta là một, không phải cái gì lợi trước mắt là một nhé, đừng vì lợi trước mắt là một. Thứ hai là đấy là hải quan bắt nào chúng ta vào đấy mà chúng ta phải tìm hiểu, phải suy nghĩ, phải học những cái mà các anh chị đi trước phải học nhiều hỏi mọi người, tìm hiểu, tự tìm hiểu, chứ không phải cái gì cứ hải quan là ok nhé. Hai các khoản phí nhập khẩu, cái này cũng là cái mà trong quá trình mà làm mà bị không nắm được hết. Thế là và đúng là cũng phải nhờ họ đến thì mình mới biết được. Đúng là nhiều khi tôi cảm giác như là họ không cho mình biết rõ ràng, để đến khi mình khai lỗi thì họ bắt đấy. Đấy, thế này hai các khoản phí nhập khẩu này, nhưng như ngày xưa mà nó thay đổi liên tục, như ngày xưa có lúc thì nó bảo mình khai cái gì những cái phí THC, phí gì ngày xưa, xong lúc này họ bỏ, xong lúc là họ bỏ yêu cầu cái này mà yêu cầu ngấm ngầm kiểu gì mà doanh nghiệp mình không biết. Cho chính vì thế tôi bảo là để chủ động mua cái bản quyền các cái thông tư đấy. Đấy, thì thực tế này các bạn thấy là có thể là không biết là các bạn bên TETEC và bên 686 bình thường khai có để ý cái này không, các cái phí nhập khẩu là phí chẳng hạn như phí phụ giảm thải lưu hình này, phụ phí mùa cao điểm này, phụ phí hàng nặng, phí bảo hiểm này, đó là cái phí mà viết tắt là LSM, VAF và ISO, ISO này. Đấy, thế chủ yếu là vừa rồi là mình bị nhiều ở phí LSM đúng không ạ? LSM, đấy.
đó là phụ phí giảm thải tiêu hủy. Thế là chúng nó yêu cầu mà chúng ta không nắm được rõ, thì chúng ta không hai chúng ta có nắm rõ đấy, nhưng mà không để ý thôi, không để ý trong cái hóa đơn, bởi vì trong cái hóa đơn và bên phóng đờ họ xuất cho mình ấy, thì họ xuất là có lúc thì họ bao gồm hết trong cả cái hóa đơn này, họ báo tổng luôn ấy, thì thường thường là có lời ép trong đấy luôn, thì chúng ta khai không bị sót, chúng ta khai cả tổng luôn không sót, nhưng có cái họ tách riêng ra. Thế đâm ra chúng ta không để chúng ta khai mỗi cái hóa đơn kia, thế là bị sót, chủ yếu là sót ở những cái trường hợp đấy thôi. Đấy thì là đấy là những cái mà chúng ta, cái này chị một phút để cụ thể hơn. Vâng, rồi LS này hay là PAP hay là ISO kia thì nó đều nằm trong cái danh mục phí để cấu thành nên giá trị sản phẩm khi về đến cảng. Thế cho nên là cái những hạng mục chi phí này các em nhận được báo giá của bên forwarder và sau đó là phát hành hóa đơn, thì phải kiểm soát là hóa đơn nội địa và hóa đơn quốc tế. Nó phải phân cụ thể ra cái này, khoản phí này nó sẽ phải nằm trong hóa đơn quốc tế, và sau đó các em khai cùng với chi phí để nộp thuế. Hiểu ý chưa? Còn okay, cái phí nội địa là không cần khai báo để nộp thuế. Ok, thank you chị. Đấy, thế thì là đây là các cái thực tế là gì, là chúng ta không khai hết hoàn toàn. Do thứ nhất là có thể không biết là phải khai, thứ hai là biết nhưng mà không chú ý cái hóa đơn để mà khai cho hết. Đấy, cho nên là đúng là cái những việc này phải tỉ mỉ, phải cẩn thận, chi tiết thật, không tránh khỏi là bị quên đâu, bạn cố gắng. Đây này, thế thì là cách khắc phục của chúng ta đưa ra là gì đây? Thứ nhất là kiểm tra các chi phí này khi không có được báo giá. Đấy, yêu cầu forwarder thể hiện toàn bộ các chi phí phải khai báo đó vào một hóa đơn. Đấy, cùng với hóa đơn quốc tế luôn. Với trường hợp mà Quốc SCA ấy. Đấy là, và lưu ý là khai báo đầy đủ trên tờ khai hải quan. Và với những lô hàng mà về nhiều lần thì phí bảo hiểm phải chia từng lô theo tỷ lệ giá trị cần lập bảng theo dõi để trừ lùi. Cái này là đợt vừa rồi thì có sơ xuất về cái chỗ bảo hiểm không? Có khai báo bảo hiểm, có mua nhưng mà có lúc là chỉ khai một lô, hàng về nhiều lần ấy, mình khai một lô sau lại quên hay là không để ý. Đấy, cái đấy là cái mà đúng là phải thông cảm, các bạn chú ý thôi. Cái tiếp theo là khai đầy đủ bảo phí bảo hiểm, những mua bảo hiểm này kể cả điều kiện ship, điều kiện xe, tức là có thể bao gồm rồi nhưng chúng ta mua thì chúng ta vẫn phải khai đấy. Bởi vì khi đến đây nhé, hải quan đến đây họ yêu cầu chúng tôi là gì đấy, lại có yêu cầu là gì, là phải yêu cầu riêng cái danh mục mua bảo hiểm, họ kiểm tra xem mình có mua không, sau đó là họ để kiểm tra xem mình có khai không. Mà cái danh mục bảo hiểm, cái danh mục bảo hiểm để xem là họ yêu cầu như thế, nhưng hôm trước là chúng ta không làm ra được, chúng ta không lấy được, cho nên là xem lần tới là chúng ta có thể là lật bảng danh sách nào đó để xem lần sau họ có cần như thì mình đỡ mất công, đỡ mệt như lần rồi. Hoặc là yêu cầu bên bảo hiểm những cái gì mà yêu cầu bên khác mà mình cũng có yêu cầu bảo hiểm này, hay yêu cầu bên các bên không có được. Tiếp theo việc khai giảm giá đấy. Cái này giảm giá cũng là cái này rất là nhàn luôn. Đấy, các bạn ngồi suy nghĩ một chút. Bình thường là ở khi các bạn cái này các bạn làm việc bên trên TBE là TBE, tức là không biết là phân ra là người mua hàng riêng và người hỏi giá riêng không? Đấy, thì ví dụ như là cái này thì chủ yếu là các xuất hiện là các bạn là team phát triển kênh hãng và team mua hàng phải kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc hồ sơ. Cái này không chỉ yêu cầu bên mua hàng đâu mà cả cái chỗ đại diện hãng phải nhớ lưu ý hồ sơ nhá. Thế thì giảm giá như nào đây? Giảm giá thì là những trường hợp giảm giá đấy thì là chúng ta xác định luôn từ cái chỗ mà OPI. Đợt vừa rồi khi hải quan đến là tôi muốn tránh cái PI đấy. Trước khi họ hỏi quy trình nhập ấy thì thật ra mình chỗ này mình cũng muốn tránh, bởi vì nếu mà sâu ra thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chế PI rất là nhiều. Bởi vì cái BI ấy, cái cân chất, cái hợp đồng, cái bảo lộ chúng ta có chế thuế vậy, đúng không? Cái thuế là cái ví dụ chẳng hạn tôi giảm từ cái ghế này là 500.000, là tôi giảm đi 100.000 của 400.000. Thì thực tế là chúng ta đối với lượng chúng ta phải khai cái giá trị gốc. Thế nhưng mà ví dụ như trong quá trình làm một thuế là tôi lấy luôn giá sau giảm. Và nếu lấy giá sau giảm ấy, thì chứng minh là gì đấy, chứng minh là cái từ cái BI là giá là phải như thế rồi. Thế nhưng mà trường hợp thực tế là chúng ta không để ý từ chỗ PI, từ chế PI thuế luôn. Nếu như họ hỏi quy trình nhập khẩu của mình từ đâu, từ BO, PI, cân chất,
nếu mà như thế thì họ sẽ phải nếu cần họ truy đến tận BI, đến tận BO luôn. Cho nên chúng ta nếu mà các bạn đang chú ý là nếu lần lần tới là chúng ta làm thì chúng ta phải chính để ý luôn BI, BI thế giới này luôn nhá. Đấy, trong trường hợp mà lần sau mà họ hỏi quy trình chúng ta có thể thẳng thắn nói là quy trình tôi như thế này, đúng là quy trình như thế, mọi nơi là phải như thế thật. Chúng ta không thể gọi là cố gắng gọi là cứ giấu giếm kiếm được. Thế nên là tôi muốn là các bạn đại diện hãng để ý không chỉ xuất khẩu đâu, đại diện hãng mà chú ý để chế luôn, để ý luôn cái BI. Thì trường hợp này này, thực tế này có giảm giá, thực tế là gì? Có giảm giá nhưng không có bằng chứng giảm giá. Ở đây có mấy trường hợp nhá, giảm giá này, tại sao người ta để ý giảm giá? Bởi vì có những trường hợp là giảm giá là để khai, bình thường là để khai cái giá trị trước khi giảm, phải khai giá trị trước khi giảm. Thứ hai mà để được hưởng hoàn thuế thì chúng ta lại phải xin công văn riêng. Đấy, có trường hợp vẫn được, nhưng nếu mà giá trị nhiều chúng ta có làm, nhưng không ít quá thì chúng ta không có làm. Cho nên là phải chú ý cái này. Thực tế là giảm giá nhưng không có bằng chứng giảm giá, người ta đồng ý mình giảm giá đấy, nhưng mà phải có bằng chứng giảm giá. Người ta đòi bằng chứng giảm giá là người ta giảm giá lên bằng thế nào, hay là anh khai lậu, đúng không? Tôi phải có bằng chứng, chúng ta phải tìm yêu cầu, tìm ra, phải chế ra cái BI giảm giá, hoặc là cái mail giảm giá, hoặc là một số bằng chứng giảm giá, rất là mất thời gian luôn. Đặc biệt là họ đi truy lại từ những năm nào thì cũng là rất là mệt. Đấy, giảm giá nhưng không có bằng chứng giảm giá. Thứ hai là giảm giá cho cùng một BO nhưng khai trên lời khai với giá trị khác nhau. Đấy, chẳng hạn như tôi cùng mua một cái book này. Đấy, tôi mua một bút này, hai bút giống như hệt nhau, nhưng mà tôi khai cùng một tầng hai, cùng hợp đồng, nhưng tôi khai cái bút này 5.000, cũng mất một nghìn một hàng đầu tiên, tức là cùng một bút nhé, cùng một model, cùng một hàng hóa trên hai ba dòng hàng khác nhau. Cái dòng hàng đầu tiên tôi khai 5.000, dòng hàng thứ ba tôi khai 4.000, thế là bị gì, là thế là đương nhiên là không đúng rồi. Thế nhưng mà tôi phải tìm ra gì đấy, phải tìm chứng minh là như thế này. À, tôi cùng một lần đồng mua hàng nhưng tôi đặt hàng khác nhau, các lần khác nhau. Chẳng hạn như thế, tôi gom hàng, tôi chưa đủ hàng mà tôi gom hàng để đấy. Một đơn hàng BO tôi mua từ tháng 1 năm trước. À, tháng 1. Nhưng tôi chưa đủ hàng thì tôi cứ để đấy. Tôi chốt cái giá với thời điểm đấy là 4.000 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà đến tháng 5 tôi lại có một đơn hàng khác cũng một đơn hàng tương tự thế, tôi với giá của tôi là 4.000. Đấy, thì tất nhiên là hoàn toàn tôi ok về mặt giá, tôi không bị làm sai giá gì cả, tôi không phải là làm sai giá gì đấy, rõ ràng có thể khác nhau giá, tôi hoàn toàn có thể khác nhau, đúng không? Đặc biệt như đợt vừa rồi là Covid, giá rất chênh rất nhiều, tôi hoàn toàn có thể chứng minh được đây, những thời điểm gửi BO khác nhau, BI gửi lại khác nhau, thì giá của tôi có thể khác nhau, mặc dù trên một hợp đồng. Thế nhưng mà để chứng minh cái đấy thì chúng ta lại phải gì đây? Chúng ta lại phải chế BO. Nếu thật sự như thế thì ok có, nếu không có chúng ta lại chế BO một BO khác, một BI khác. Nhưng hải quan soi rất là ghê, rất là giỏi lắm luôn ấy. Họ lại soi được cái invoice thì họ soi ra là cái này để cùng một hàng này tham chiếu số BI nào, BO thế nào, thế là nhìn ra đúng một BO một BI, ta không thể cãi được. Đấy, thế là cùng một cái hợp đồng, cùng một tờ khai mà giá khác nhau, nhưng mà cái giá đấy là gì ấy? trên cùng một kilo một bia thì chúng ta bị bắt, là chúng ta bị làm sai nhá. Cho nên là cái phương pháp khắc phục của chúng ta ấy thì có hai phương án, chúng ta có thể làm linh hoạt, cái linh hoạt, nhưng tuy nhiên tôi nghĩ là cố gắng là nếu mà giá trị không nhiều lắm chúng ta làm thật cho nó nhàn, cho nó đơn giản, nó dễ đấy. Làm thật đi, làm thật là cách nào đây? Nếu làm thật là gì đấy, là khai trước khi giảm đấy. Hay trước khi giảm thì thể hiện phần giá trị giảm giá trị hợp đồng invoice, chẳng hạn như là cùng một hợp đồng nhá, tôi mua bút này là 5.000, với bút hai tôi mua được khách thì được khá như vãi là còn 4.000 thôi, nhưng tôi vẫn phải khai rõ là 5.000, cả hai cái đều 5.000 hết đấy, mặc dù là thực tế tôi thanh toán 4.000 thôi. Đấy là cái nguyên tắc của khai giảm giá là như thế đấy. Thể hiện phần giá trị giảm giá trị hợp đồng invoice tờ khai, tất cả mọi cái đều thống nhất nhau. Giá trị khai báo hải quan là giá trị của hàng trước khi giảm. Đấy. Nếu giá trị giảm lớn thì chúng ta làm thủ tục đề nghị xét khoản giảm giá và giảm giá và hoàn thuế. Đấy. Tiếp theo là phương án thứ hai là phương án khai sau giảm. Tuyên khai kiểu như khai một là sau giảm thật, hai là sau giảm trốn. Trốn. Không, có hai trường hợp đấy, đưa lên để cho đỡ rồi. Ok, nói đi. Thật ra là đúng là có hai giảm.
cái này này, nếu như mà theo ý cô Hằng nói là mình khai đúng ấy, thì đương nhiên là mình vẫn là khai đúng. Nhưng có những cái mà mình không biết thế nào là đúng. Bởi vì ví dụ, hàng beta, mình có rất là nhiều đơn. Và khi mà gom lại, thì hãng họ sẽ gửi một invoice. Đấy, cho nên là trong trường hợp như thế, mình cũng chưa, nếu mà mình mà có cái thời gian là tỉ mỉ để mình xem lại, à có ba cái mục hàng này trong cái invoice này, rồi mục hàng là giá cao nhất, rồi mình khai theo như thế, vân vân, thì là nó sẽ khá phức tạp. Trong khi đó hải quan họ chấp nhận rằng trong trường hợp các mục hàng ở các đơn hàng khác nhau thì có được phép giá khác nhau. Ở đây là người ta sẽ xác định là thời điểm mình đặt hàng, tháng này tôi đặt cái mục hàng này nó được giá A, tháng sau tôi đặt cùng cái mục hàng đấy nó thành giá B. Đấy, và khi khai báo mình có thể khai báo hai giá, giá A và giá B, không vấn đề gì cả, khi mình chứng minh được rằng là hai thời điểm đặt hàng nó là khác nhau. Đấy, cho nên là trong cái phương án của mình là gì, là trong trường hợp như thế thì với những mục hàng mà đặt ở các thời điểm khác nhau thì là rất là dễ rồi, là mình làm thật, nó thật là như thế. Còn trong trường hợp mà trên cùng một đơn hàng mà mình xin được giảm giá là thôi giảm giá cái mục hàng này đi, ví dụ cùng là hai mục cùng một model, nhưng mình xin giảm giá cái này nó là hàng mẫu này thì giảm giá cho tôi chẳng hạn. Đấy, thì nếu trong trường hợp như thế thì mình có thể, một là mình bán chị hàng là khai chuẩn, làm chuẩn thì mình biết luôn là giá nào. Ok. Nhưng trường hợp thứ hai, nếu mình không muốn khai như thế thì mình sẽ yêu cầu nhà cung cấp họ tách PR cho mình, họ tách một PR riêng cho cái mục hàng giả đấy. Thì trong trường hợp như thế mình vẫn được chấp thuận là hai giá khác nhau. Ok. Thế thì như chị Việt, thank you chị Việt. Thế thì có cái trường hợp mà tôi muốn là thế, các bạn cố gắng, mà nếu không gì các bạn cố gắng phải thật đi. Rất là tại vì tại sao những các bạn ngại thì sao đây? Nên đa phần chủ yếu là những cái hàng thực quyền nhiều, các bạn ngại khai mãi mãi quan, các bạn ngại tiền mã. Thế là các bạn tham gia các bạn gom hoặc kiểu gì vào luôn, mình giá tăng lên đấy là một cái tự khai nhầm dần sai giá. Thứ hai là một số trường hợp mà mình khai mình hay cho luôn cả giá, đó là gì đây? Phí bảo hành, trừ phí bảo hành. Ví dụ như là cái hàng của tôi mình được 5.000, như tôi thì đấy, tôi có lên bảo hành hãng xử cho tôi 5-1.000, 10-100, thế là tôi trừ luôn cái đấy. Thực ra tôi sẽ tự kê rõ ràng là như vậy, phí này như này, tổng giá trị thanh toán cho tôi ít này thôi, nhưng mà cái giá trị bắt trước khi giảm của tôi là như này tôi phải khai. Thế nhưng thực tế là tỉnh nào các bạn cũng chưa làm thật vì ngại nên là trong quá trình tôi xem tôi duyệt là tôi cũng thì thường hay tôi bác luôn là đừng nên làm như thế. Làm thế là vừa các em phải bận theo dõi đấy, bận theo dõi nhưng mà chúng ta vẫn xác định là vất vả luôn lúc đấy luôn, chứ không chịu khó khai hết chi tiết ra đấy, vất vả lúc đấy luôn nên để đỡ phải hồ sơ nọ hồ sơ kia đấy. Thế thì là đấy thì tôi vừa nói đây, tôi nói lại các bạn nghe là khai xong giảm đấy, thứ nhất là trừ phần giảm giá trực tiếp vào hàng hóa, không thể hiện giảm giá trên hợp đồng in qua tờ khai đấy. Nhưng mà nếu làm này là chúng cẩm chế cố gắng để giấy tờ, không lúc phải xô ra lại xô ông nọ các bà kia hợp đồng thật đi với tờ khai thuế, thế là tự nhiên chúng ta lộ ra rồi. Thứ hai là với model giống nhau trong một tờ khai nhé, thì tách riêng BO BI cho các mục hàng được giảm giá và lưu lại là bằng chứng hai model ở hai BO, BI ở hai thời điểm và giá khác nhau như chúng tôi với chị Việt vừa nói. Đấy, tiếp theo là trừ đều làm bằng giá trong một model nhé, nhớ trừ đều làm bằng giá, chú ý lưu BI và hợp đồng thuế chuẩn xác. Như hôm vừa rồi là ví dụ như cái trường mấy trường hợp đấy, vài trường hợp chẳng hạn như trường hợp đúng là cái phòng sơn rõ ràng nó giảm cho mình đúng không, 5.900, 5.600, đây là chúng ta lại khai hai cái khác nhau mà đợt trước đúng là toàn mà thế mà hải quan lúc đấy họ vẫn để cho khai bình thường, khai hai cái khác nhau thường xuyên xảy ra. Chị dừng ở chỗ này để okay. Chị quan đến hôm trước hàng nóng thì chị cũng bổ sung luôn để khỏi quên. Cái việc đầu tiên ý, là mình phải xác định là mình phải làm đúng và không trốn thuế. Chứ là cả đi không trốn. Nhớ cho chị một phương châm là không cho phép mọi người làm thủ tục trốn thuế. Bởi vì đến giờ phút này ý, cái thương hiệu Tân Phát nó không quá nhỏ để mình trốn ba cái đồng thuế này. Người nhớ cho chị nha, kể cả TPE hay là ITEC hay là 686 đều không cho phép trốn thuế. Nhưng cái trường hợp mà mình vô minh, mình không biết, mình sai sót thì đâu đó còn có thể giải quyết được.
Bởi vì cái hành vi trốn thuế nó khác với cái hành vi là gì? Nhớ sơ ý. Sơ suất. Khung hành phạt nó hoàn toàn khác nhau đấy. Thế mọi người nhớ cho chị một cái là gì? Không trốn thuế. Nha. Lưu ý đấy. Thế thôi, phải biết nhé. Không, chị. Đấy là khai giảm giá, chú ý nhá. Huy đến đây nó yêu cầu mấy cái cơ. Họ yêu cầu là gì đấy? Đưa danh sách cho họ là những cái hàng nào được giảm giá. Đấy, có khai những cái hàng trường nào, những danh sách hàng nào giảm giá không khai. Xong rồi đưa danh sách những hàng nào đấy cùng một hợp đồng, cùng một tờ khai mà giá khác nhau. Rồi danh sách những cái hàng đấy cùng một mã hàng hóa nhưng nhiều, hàng hóa nhiều mã khác nhau đấy, rất là nhiều danh sách hàng hóa nhưng cần thống kê công khai. Tiếp theo. Đấy. Thế thì cái cuối cùng trong những cái cơ bản nhất. Nhiều cái trong quá trình làm chúng tôi chỉ nhớ lên cái cơ bản nhất mà nổi trội nhất là thế này, xuất hàng sau khi thông quan. Đấy. Thực tế thì đây là chúng ta cũng sơ ý. Và nhất là những cái hàng mà hàng hay kiểm tra chất lượng ấy thì đúng là các bạn là phải làm nhiều cơ thì mới nắm nhớ được. Như ví dụ như bản thân tôi ngày xưa lần đầu tiên tôi làm cái lô, một số lô hàng hóa lần đầu tiên tôi làm không biết đâu, không nắm được đâu. Thế chúng ta làm mới biết được là thế, à khi hàng về phải bảo quản. Bảo quản là thì có nghĩa là thế. Nói chung là các bạn làm lần đầu tiên cũng sẽ biết nếu như bạn để ý. Để ký các công văn ấy, chẳng hạn mỗi lần làm thì được tụi công văn nào, công văn này có nghĩa là yêu cầu cái gì là chúng ta để ý. Nhưng có điều là cũng không thể khỏi các bạn khi các bạn làm nhiều, là các bạn sẽ quên. Thế thì với cái vài cái lô hàng cần kiểm tra chất lượng đưa về kho bảo quản nhưng mà bị thực tế là bị xuất trước khi công văn. Cái này chúng ta làm kiểm tra chất lượng lâu rồi thôi, nhưng mà khi người này làm, khi người kia làm mà không kiểm soát hết được. Đấy, thế là thực tế xảy ra là như thế, chúng ta chú ý cái này. Thứ nhất là gì đây? Bằng cách ở trong nội bộ của trong ADB chúng tôi là gì đây? Khi nhập ERP là phải ghi chú rõ hàng hóa phải chờ đăng ký kiểm tra chất lượng chưa xuất ngay được. Thế là ghi trên phần mềm. Bởi vì bây giờ cần phần mềm chúng ta tận dụng cố gắng cái gì làm trên phần mềm làm. Thứ hai là thông báo bên ngoài và chúng ta kiểm soát. Chúng ta thông báo với kế toán và kho hàng. Với kế toán thì đúng là có thể họ không nắm được đâu. Thì đợt vừa rồi ấy, thì là cũng may là như trường người hơi ấy là mình cũng sơ suất. Tại vì khi mà làm mình quên ấy, nhiều thủ tục quá cũng có thể quên. Đấy, thế là đơn ra là may là kế toán là cũng kiểm soát được và không xuất hóa đơn, không gì đấy. Thứ hai là kho hàng biết để gì đấy, kinh doanh yêu cầu không xuất bán. Thứ ba là gì đấy? Thứ ba là chúng ta phải trên ERP chúng ta phải sẽ kiến nghị, sẽ đề xuất với sếp và xem một cái kho. Một kho là đó để khi mà những cái hàng mà kiểm tra chất lượng này về sẽ về kho đấy. Kho đấy là kho chỉ để tạm thời đấy mà không xuất được. Khi đã xong thủ tục kiểm tra chất lượng thì lúc đấy là mua hàng bắt đầu mới cho được điều chuyển vào cái kho K01. À nhưng mà xuất thực hẳn thì hoặc là K01 hoặc là xuất kho xuất thực hẳn. Đúng không? Đấy. Thế thì có thể mỗi khách hàng. Tiếp theo là trường hợp cần xuất hàng trước cho khách thì chúng ta phải thông báo kế toán kho hàng có phương án xử lý. Đấy. Cơ bản đầu tiên chúng ta biết là quy tắc của nó là không được. Sau đó là nếu mà mong muốn, nếu cần gấp, cần thiết thì chúng ta lại phải bàn bạc phương án sau, nhưng mà đảm bảo tất cả các bên để nắm được cái quy tắc là như thế để tìm phương án cho phù hợp. Ok, chỗ này có vẻ chị Phương đang muốn nói đúng không? Chỗ này có vẻ chị muốn nói đúng không? Cái này chị muốn nói bởi vì liên quan không cần phải đâu. Liên quan tới cái việc thứ nhất, hàng thuộc danh mục phải kiểm tra chất lượng thì phải lưu ý bắt buộc phải làm thủ tục đấy. Nhưng mà đối với cái việc mà khi nó chưa thông quan nhưng tại sao mình được mang hàng về, tức là mình phải làm cái thủ tục gọi là gì, xin đưa hàng hóa về bảo quản để tránh cái việc lưu kho lưu bãi ở hải quan khi chưa được thông quan. Mà đưa hàng hóa về bảo quản tức là mình sẽ phải lưu riêng ra một khu vực và mình bảo vệ cái hàng hóa đấy chờ cơ quan chức năng kiểm tra rồi cấp giấy chứng nhận thì lúc đấy mình mới được xuất bán. Cái này là nó có một danh mục hàng hóa sẽ phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu, nên là ITEC 266 hay là TPE đều phải đọc những cái công văn và danh mục kiểm soát được danh mục này nhá. Thế thì khi mà như liên quan đến cái phần mà chị nói trước ấy, đầu tiên
là xuất nhập khẩu báo cho kế toán nhập hàng thì nó không phải là nhập kho chính thức đâu, mà cái phiếu nhập hàng đấy nó là phiếu tạm nhập kho hoặc là phiếu nhập kho tạm thời, để cái hồ sơ mình lưu lại chứng minh được rằng cái này là chưa được thông qua. Việc đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Khi hàng chưa thông quan là tuyệt đối không được xuất hóa đơn cho khách hàng và không được xuất hàng đi để giao cho khách. Nhớ là như thế. Và một cái nội dung nữa là gì? Một nội dung nữa là đối với những hàng hóa nặng giống như nồi hơi mà chuẩn bị 6 tháng 6 nhập về mà xuất trên E-Tech ấy, các bạn chú ý chị là gì? Cái đấy nó cũng chỉ là để tạm thời, mặc dù mình đưa hàng về công trường để bảo quản, để lắp đặt, nhưng mình cũng chưa được xuất hóa đơn để mà phục vụ cái thanh toán. Hiểu rằng đối với 6 tháng 6 hay là E-Tech trong trường hợp này, nó sẽ có một cái bước là gì? Nó chỉ có thể hoàn thiện thủ tục thông quan sau khi hàng hóa đã đi vào vận hành và chứng minh được điều kiện cần gần được để dán nhãn năng lượng, có được cái kiểm tra chất lượng, hiệu suất năng lượng, lúc đấy có được thì chúng ta thế thì tại thời điểm đấy anh chị em chúng ta, nhất là những người làm dự án, sẽ khó trong cái việc thu tiền của khách. Thế nên là trong cái quá trình mà làm thủ tục hải quan này, mình phải cân đối giữa cái hợp đồng đầu vào và hợp đồng đầu ra, làm sao đấy là gì, mình vẫn đủ điều kiện để lắp đặt và đưa hàng hóa vào vận hành, nhưng đồng thời mình vẫn phải thu được tiền từ khách hàng. Cái này là E-Tech chú ý trong thời gian tới nhá, có một cái nồi hơi đấy. Anh nghe nhiều nồi hơi à? Sẽ có một cái nồi hơi. Chú ý cái đấy, thì kinh nghiệm từ vừa rồi, như đợt trước mà chúng tôi làm phòng mua hàng ấy, xuất nhập khẩu ấy, là chúng tôi kê hết, từ đầu đến cuối là một người kê thì ok, không vấn đề gì cả, mình nắm được hết. Nhưng riêng với ở đây không có lãnh đạo 686 là chỗ anh Kiên với Long ấy, bởi vì là các bạn chú ý, các bạn 686 chú ý. À, cái đợt vừa rồi là như này, nó không được biết, bởi vì thật ra tôi có can thiệp nhưng mà can thiệp không được sâu sắc, bởi vì cái cũng là nội bộ các bạn, tôi chỉ gọi là hỗ trợ bên ngoài thôi. Nên là cái chỗ bị sơ suất là cái chỗ các bạn làm kiểm tra chất lượng và đăng ký hiệu suất, lại là một bộ phận chỗ kỹ thuật tự đi làm, đâm ra là cứ đưa cái trình ký và tôi không được kiểm soát cái đấy. Và nhiều khi đúng là tôi cũng ngại, và là tôi bên ngoài tôi kiểm soát thì hơi ngại, nên là tôi không kịp để ý. Khi tôi đi để ý ra thì biết các bạn cứ tự làm. Thế dưới đấy là cái do cái hệ thống là chúng ta không có lãnh đạo về để trao đổi. Thế thì chỗ Phong ấy, thì là em làm này, em sau em chú thì em sẽ chú ý là sau khi nhập hàng cho anh Tết, lúc này là anh Tết phải chú ý kiểm, em là đầu mối kiểm soát, yêu cầu sẽ yêu cầu anh Long là như một đầu mối kiểm soát mọi giấy tờ liên quan đến cái lô hàng hồ hơi đấy, mặc dù là không phải bỏ mọi người không nắm được đâu, tất cả những gì các cái kiểm tra chất lượng này hay là hiểu về hiệu suất này, mọi người cứ tưởng là chỉ đăng ký kiểm tra ở trong trong nước thôi, nhưng nó liên quan đến thông quan đấy, tất cả mọi thứ liên quan đến nhau. Thế là cho nên là chúng ta phải kiểm soát, mà các bạn làm kỹ thuật là các bạn không để ý được cái đấy, chỉ có bên mua hàng để ý được thôi. Đấy là chú ý. Thế thì hiện đây cũng muốn hỏi luôn là bên 686 hay là bên ES ấy, các bạn có kinh nghiệm nhập những cái hàng gì ngoài những cái hàng của chúng tôi vừa đưa ra mà có đăng ký kiểm tra chất lượng, các bạn có thể nói luôn, chia sẻ có bao nhiêu những cái 12 cái nội dung chính đây. Thế thì đây là gì đây, một số những lưu ý về lưu trữ chứng từ đấy. Đấy thì ra xem nào, còn một cái nữa, chờ một chút. Ồ, đây thì cái mà như là tôi đây là con nói chia sẻ là cái về mã S, thì có chị Huyền có chia sẻ cái tip của chị Huyền trong quá trình chị Huyền làm đấy. Đấy thì lưu ý về mặt cái mã S này, nó hơi dài cho xuống dưới, và cái trên là cái lưu ý về lưu trữ chứng từ. Đây lưu trữ chứng từ phải chi tiết hóa cho những cái phần trên thôi, à, cho hai phần trên thôi, hai phần tôi thấy rằng nó cơ bản thì tôi muốn chi tiết xuống đây thôi, còn những cái khác cũng sẽ phải chi tiết hơn, nhưng mà nó chưa phải là trọng điểm của ngày hôm nay của tôi. Thế thì các bạn chú ý này, những cái lưu ý về lưu trữ chứng từ này thực tế tồn tại như thế nào. Tôi nói là thực tế nó tồn tại ở trong nội bộ, trong cái bộ phận của chúng tôi. Thứ nhất là lưu trữ cứng, các bạn mua hàng chú ý, đúng là thực tế đây. Thì là đây, bộ chứng từ nhập khẩu chưa đầy đủ, không lưu điện chuyển tiền, không lưu các hóa đơn phí vận chuyển nội địa, chứng từ không đầy đủ thống nhất về nội dung, không đầy đủ thống nhất gì ấy, chẳng hạn như hợp đồng một kiểu, tờ khai một kiểu chẳng hạn thế. Hàng khai báo chất lượng không kẹp các bản đăng ký, các bản kết quả kiểm tra, hàng
hàng có CO ưu đãi nhưng không kẹp CO ưu đãi. Đấy. Tiếp theo là gì? À, chưa có folder lưu bản cứng chứng từ trường hợp hoàn thuế này, cũng là hoàn thuế này. Cái trường hợp này chúng ta chưa lưu. Chưa lưu bản cứng, chưa hoàn thuế này, sửa tờ khai, hủy tờ khai. Đấy. Nhớ nhá, các anh chú ý cái này để nhớ để trong buổi chúng ta làm nhé. Buổi tới chúng ta thống nhất lại thì chúng ta sẽ làm, chúng ta tránh là nói xong chúng ta lại luôn chúng nói xong chúng ta lại quên mất. Quanh phụ trách lưu trữ. Tức là lưu trữ mềm thì đây bộ hồ sơ thông thường thì thiếu tờ khai thông quan, thiếu bản mềm CO đầy đủ chữ ký và dấu. Đấy. Thiếu bản đăng ký kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm tra chất lượng. Lúc chúng ta làm xong là xong rồi chúng ta quên không lưu vào. Thiếu địa chuyển tiền. Địa chuyển tiền thanh toán cho nhiều lô nhưng lưu không đủ tất cả các lô. Đấy, các trường hợp hoàn thuế, sửa tờ khai, hủy tờ khai, lưu trữ chứng từ chung vào từng lô hàng. Dữ liệu không tập trung, lưu trữ không đầy đủ. Đấy là cái thực tế mà chúng ta đang gặp phải. Thì chúng ta đây, thì chúng ta khắc phục một cách nào đây? Nhất bản cứng. Thì chúng ta phải xây dựng checklist bộ chứng từ hàng nhập đầy đủ, ví dụ là hợp đồng, invoice, packing list, vận đơn, thông báo hàng đến, hóa đơn, local charge, hóa đơn cước, tờ khai hải quan, bảo hiểm, điện chuyển tiền. Cái quan trọng là cái ở đây là mấy cái mà chúng ta sẽ có là quyết định chuyển tiền này, hóa đơn nội địa này, giấy đăng ký kiểm tra chất lượng này, CO ưu đãi này, vận đơn trở suốt hoặc công văn chuyển tải này. Một cái nữa là cái mà gì đây, phiếu nhập kho nhá, phiếu nhập hàng đấy. Đấy, phiếu nhập hàng. Tiếp theo là hàng tháng xếp lại bộ chứng từ theo thứ tự lần lượt tờ này tờ khai nhé. Kiểm tra lại số lượng bộ chứng từ nhập bản cứng đã khớp với số lượng hải quan trong một tháng chưa. Đấy. Tiếp theo. Cái cho mình bổ sung một chút cái checklist đi hả? Cái checklist này thì rất là ok đấy. Nhưng mà mình sẽ làm checklist theo lô luôn. Lô nào lưu chứng từ và mình in ra có cái này sẽ có chứng từ thì mình tích vào đấy. Checklist đấy là checklist theo lô, sau đó là chúng ta có cái phiếu của Mỹ. Mỗi lần các em mà mang bộ chứng từ sang để cho Mỹ là chúng ta chỉ sẽ yêu cầu là mỗi lần đấy là Mỹ sẽ in lại chúng ta cái phiếu đấy. Bởi vì khi mà hải quan đến họ thì họ có cái đấy mà sau này chúng ta sẽ không cần phải lấy bộ chứng từ của bên kế toán nữa. Đấy. Checklist của em bảo đi em. Dùng là phải chứng minh được, dùng không làm thì làm. Ừ. Sẽ yêu cầu chứng minh. Ok, thì sẽ yêu cầu chứng minh. Các trường hợp hoàn thuế thì in chứng từ bổ sung như CO, tờ khai AMA được chấp nhận quyết định hoàn thuế. Các trường hợp tờ khai hủy, in tờ khai ban đầu, công văn xin hủy mẫu 3, tờ khai thay thế. Các trường hợp tờ khai sửa này, đấy, in tờ khai ban đầu, tờ khai AMA được chấp nhận mẫu 3. Và tiếp theo các kết quả kiểm tra chất lượng bản gốc phải khi nhận được thì bên dịch vụ phải lưu vào, nhưng cái này kiểu nó hơi lặt vặt và nó không thường xuyên nên là nó hay bị quên. Đấy. Thì chúng ta chú ý cái bản mềm ấy thì thống nhất chỉ lưu những chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan vào trong folder hải quan. Khi chúng ta có một folder hải quan, cái này từ trước là đúng là trong quá trình làm mà chúng ta gặp vướng cho nên chị Huyền cũng nghĩ ra cái là cái hải quan riêng để chúng ta sau này chúng ta check riêng, nhưng mà thực tế có cái đấy rồi nhưng mà khi các bạn đi không đúng, lưu lúc để cái nọ trong kia để cái kia trong nọ hết là đơn ra là luật thì có đi thực hiện luật chưa chọn đơn ra là lúc mà kiểm tra ra cái nọ cái vào cái kia nó không được, nên là chúng ta quan trọng là người thực hiện quán triệt thực hiện và chúng ta trong quá trình thực hiện chúng ta chỉ cần chức tự kiểm soát đấy là có cái phong độ hải quan đấy, nhưng mà phải lưu đầy đủ và khớp chứng từ lưu trữ cứng. Sau khi thông quan thì lược bỏ những cái nào mà nó không cần thiết đi, bởi vì trong quá trình chúng ta làm chúng ta có nhiều file revise, nhiều cái bản revise những cuối cùng mà chúng ta quên không xóa cái revise trước đi, chúng ta chỉ để cái revise cuối cùng thôi. Đấy, đổi file nhận cho dễ dàng, bởi vì chúng ta cứ để cái tên file lúc cần phải kiểm tra rõ, kiểm tra bỏ ra, kiểm tra mất rồi mới được ra. Lưu đầy đủ các chứng từ liên quan đến các chất lượng hàng hóa đầy đủ này, hàng hóa chất này, bổ sung thêm folder MSDS từ lô hàng. Nói chung là không chỉ hàng hóa chất đâu, hàng hóa chất thì MSDS là cái bảng phân tích rõ là cái tiền có tiền chất không tiền chất là các hóa chất trong đấy. Nhưng ngoài ra những cái hàng khác hàng cũng phải có các cái tài liệu catalog này hay thông số kỹ thuật chi tiết, chẳng hạn như là
ngoài những hàng để kiểm tra chất lượng ra, chẳng hạn như cái hàng máy khí hay hóa chất này, hay là hàng máy hội này, bởi vì cùng làm cái bộ nhưng có nhiều cái loại khác nhau, có làm không làm đấy. Thì tôi khuyến nghị để các bạn sau đến khi mà kiểm tra xong qua, các bạn ngỡ mất thời gian phải chứng minh đi. Tôi nghĩ là nếu mà được ấy, thì là lưu luôn, lưu luôn kể cả những cái bản không phải kiểm tra chất lượng, vậy lưu luôn catalog để chứng minh là sau này khi họ hỏi tôi chứng minh luôn đây là đây thông số đây không phải chứng minh, thế sau này các bạn không phải tìm. Nếu làm được như thế nếu không hơi là đúng là hơi vất vả, hơi vất vả. Cố gắng thì là gọi là khổ trước sướng sau đấy. Thế thì lưu đầy đủ các bản mềm của các địa chỉ chuyển tiền đến nhà cung cấp nhé. Địa chỉ từng hộp của nhiều hợp đồng thì chúng ta lưu đầy đủ vào từng folder của mỗi lô hàng đấy. Các trường hợp hoàn thuế, sửa tờ khai, hủy tờ khai, ngoài lưu và chứng từ của từng lô hàng thì lưu thêm một folder riêng trên phần mềm đấy. Đấy, nên có số tờ khai, số hợp đồng bên ngoài để làm file Excel rồi in ra, dán vào từng quyển đấy, ngoài chiếc list của từng lô đấy, thì từng bộ sau đó còn gì đấy, còn một bộ từng ngoài quyển nữa. Thế xong thì search ra nó dễ ra, mình không phải lật từng tờ từng trang một, nó đúng là mất thời gian nhiều cái lật cái lục này. Đây là cái tip này, tip này đây chị Huyền là người chia sẻ một số cái lưu ý về hải quan đây. Thì chị Huyền có chia sẻ lại cho tôi copy đây để các bạn, tôi thấy là nó cũng rất là phù hợp, rất là có nhiều cái thực tế. Nếu các bạn có đọc qua đọc được không hay là tôi phải đọc? Đọc qua nhé. Hằng không, thế này này, đọc không giải quyết, sau đây Hằng gửi cái bản này cho các bạn. Ok chị. Đấy thì là có một số những cái như vậy tôi chỉ nói qua thôi. Đây thì là cái lưu ý về 3S là đúc kích kinh nghiệm từ chúng tôi, và cơ bản là ở đây là tôi chỉ Huyền là người kinh nghiệm. Nhưng cái này tôi chỉ gọi trên giấy tờ thôi, thực tế các bạn kinh nghiệm các bạn phải trao đổi, tăng cường trao đổi. Cái đấy chúng tôi không ghi hết là được. Đây này, thứ nhất là xem lại quy tắc áp mã hàng hóa. Áp mã có nhiều cách áp mã, áp đích danh này, áp chức năng, áp thẩm liệu. Cái này là nói như này thôi, nhưng mà làm là phải cả quá trình kinh nghiệm tích lũy. Đấy. Và phải là đặc biệt đối với cái phần mua hàng này, cái yêu cầu là phải tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ, thật sự chăm chỉ và có tâm huyết để mà làm kiểm tra, không thể xì xòa được. Không làm thôi, nhưng đã động vào cái này là phải làm cẩn thận, làm được nó là đúng là phải làm có tâm, chăm chỉ kiểm tra, không cứ áo lông vui cứ áo lông cái mã này mà sau là nếu mình là người chính là mình là người xử lý, mà cho dù ví dụ bảo mình chỉ làm tạm thôi, mình không xử lý người khác là xử lý nhá, nhưng như thế không đúng, không nên có cái tâm thế như thế. Đã làm cái gì phải cố gắng làm chuẩn xác luôn, mình làm thật tâm thì mình tâm mình thoải mái, không phải tôi làm nên xong tôi làm hộ anh thì cả tôi làm hộ anh, làm hộ cũng phải làm một cái tâm thực sự như thế này. Đúng là cái này các bạn phải chú ý làm thật sự là cẩn thận, giả soát điều chỉnh lại tên khai báo với mã S chuẩn trước khi nhập nhé, căn cứ tên hàng, nhất là tên hàng hóa này, tôi nhìn tên hàng, nhưng chúng ta nhìn tên hàng chúng ta phải biết là gì đấy, cái tên hàng giữa tên hàng mà chúng ta dịch hàng với tên hàng của gì đấy, của cái bên kỹ thuật chẳng hạn. Nhiều cái tên hàng này thì chúng ta phải xem kỹ là kỹ thuật thế nào, bên kỹ thuật họ gọi như nào, xem mô tả thế nào để chúng ta khai đúng. Đấy. Chức năng của hàng hóa này, phương thức hoạt động của hàng hóa, chẳng hạn như là cái hàng công là một hàng như hàng khi ném, nó đang phân ra từ phương thức hoạt động của nó cân mã. Chẳng hạn là cái dụng cụ khi ném khác này, cũng là dụng cụ như cầm tay nó khác này, hay dụng cụ hay là cũng là cầu nâng này, cầu nâng thủy được, cầu nâng điện hay là thế nào đấy khác. Chẳng hạn như là riêng cái cầu nâng này. Những cầu nâng thủy lực thì có thể là gì? Không phải khai báo, không phải kiểm tra chất lượng chẳng hạn. Đấy, chúng ta phải làm một xương kỹ. Vì được cái là bây giờ có bộ phận là đại diện hãng phát triển kinh doanh, các bạn tương đối là nắm được cái hàng hóa. Có thể là dần dần chúng ta cố gắng là thay thế được luôn. Không phải là đánh hoàn toàn kỹ thuật, nhưng mà chúng ta hiểu cơ bản. Trước đây là cái gì cũng phải là nên đưa kỹ thuật vào. Nhưng cơ bản các bạn, phải hiểu. Để là tham vấn cho các bạn với mua hàng. Đấy, các bạn trao đổi chặt chẽ với nhau là các bạn làm tôi thấy là tương đương rất là tốt. Đấy thì là không biết bên các cái như nào, nhưng mà chúng ta làm cơ bản cách làm như thế. Chúng ta phải xem kỹ thông số kỹ thuật chính này, các phụ kiện này, cần phải khai rõ chất liệu là gì, phụ kiện của thiết bị gì, phụ kiện nhưng phải ghi rõ phụ kiện thiết bị gì. Đấy, hôm vừa rồi họ cười là gì, cái phụ kiện là gì của súng à? Phụ kiện gì của súng? Đầu súng, phụ kiện của súng, súng gì? Máy rửa xe, thứ khai cũng là đầu súng, cái thông sáng rõ ra. Không biết là súng gì. Phải khai rõ, cố gắng khai rõ, càng rõ càng tốt nhé.
Đấy, thế là tìm hiểu kỹ thuật catalog tham khảo các bên này, các báo chuẩn này. Với các bảng mạch này thì bảng mạch nguồn, bảng mạch lại phải đi sâu vào bảng mạch. Bảng mạch để phức tạp lại phải đi sâu vào bảng mạch. Chị Huyền muốn nói đúng không? Bảng mạch ý, cái bảng mạch thì khi mà mình khai báo, bây giờ mình có kinh nghiệm là gì? Khi mà mình khai báo bảng mạch thì mình sẽ phải tìm, thực ra từ trước giờ là mình vẫn làm, là mình sẽ hỏi chỗ bên chỗ anh Hòe ấy, có anh Khang là chăm sóc khách hàng, vì chăm sóc khách hàng là người ta chữa từng cái bảng mạch rồi, người ta đi chữa từng cái bảng mạch rồi. Đôi khi là các bạn phát triển kinh doanh cũng không sâu sắc được vào cái kiện đâu, nên là hỏi đấy để biết rõ cái bảng mạch đấy có hay không có bộ đi xử lý. Và trong trường hợp mà có là mình xin luôn được cái hình ảnh của mình khoanh luôn, mình lưu luôn vào. Thì sau này trong quá trình mình khai báo mà hải quan tiếp nhận câu hỏi, mình cũng chỉnh cái đấy cho hải quan tiếp nhận, và mình vừa có cái để mình lưu sau này luôn đấy. Nhưng bây giờ mình thấy là có ở công ty mình có cái ERP là rất là tốt, cho nên là mọi người nên tận dụng cái ERP, và trên ERP đã có phần là tên khai báo hải quan, mã HS của hải quan. Vậy nên là chắc là mọi người nên vất vả một thời gian ngồi rà soát lại toàn bộ, sau đó nhập tên khai báo lại, nhập tên khai báo trên ERP lại, nhập tên khai báo, nhập mã HS, thì mình có luôn một cơ sở dữ liệu rất đầy đủ luôn. Và khi mọi người nhập tên mới, các bạn phát triển kinh doanh khi mà nhập tên mới phát sinh một lô hàng mới, là mình cũng trao đổi luôn với xuất nhập khẩu xem cái tên hàng này nên khai báo tên là gì đấy, để mình bổ sung luôn cái tên khai báo hải quan đấy, thì sẽ không xảy ra tình trạng là gì, một model khai báo nhiều tên hàng, một mặt hàng khai báo nhiều mã HS, nên là cố gắng tận dụng cái ERP. Và bây giờ với cả là đúng là cũng phải làm, có mỗi người làm cái hàng khác nhau có kinh nghiệm, nên là cũng thống nhất là ví dụ khoảng cứ có một cái gì mới là mọi người update, hoặc thậm chí là sau vài tuần một tháng gì đấy chúng ta thống kê lại những cái thì chúng ta thấy mới trong cái quá trình nhập hàng của mình, chia sẻ đấy, chia sẻ ra để biết đâu lúc bạn khác làm cái hàng khác, hàng tương tự thế và biết, vì đúng là hàng mình nhiều mình phải mọi cách đấy thôi, chia sẻ thôi. Chứ nhiều khi cứ mình làm, mình nói lên này, người khác không chú ý nghe là không update được đâu. Chúng ta chỉ có cách là trao đổi thôi. Cái cách để khai báo tên hàng ấy, thì mọi người cứ tìm hiểu, xem những cái ý mà mình đưa ra. Này, tên, chức năng, phương thức hoạt động, này, các thông số kỹ thuật chính. Còn phụ kiện thì nó đã có cái tiêu chuẩn phụ kiện rồi, là mình cứ phải khai rõ ra cái phụ kiện này nó dùng để làm gì, của cái thiết bị gì, và nó bằng vật liệu gì. Ok. Hải quan họ khôn lắm, họ chỉ cần sờ vào một cái của mình sai là họ cứ dừng lại cho cái vụ bảo mạch thì có thể đỡ được. Là 9 tờ khai của em thì 5 tờ khai đầu là hải quan chấp nhận là có bộ phí xử lý là 5%. Hải quan xong thì không đồng ý, giải thích thế nào cũng không đồng ý, làm thế nào cũng không đồng ý, câu nhau một tuần liền thì xong rồi cứ ok chắc chắn là thế, nên là nó suy nghĩ trường hợp như thế nó dẫn đến cái việc là sau 5 năm là cứ có một tại sao của một mua đen thì hai thuế khác nhau, và ví dụ cái bản mạch đấy mà nó đi cùng mình thì thôi thì bằng sống hay chết tôi cãi được, nhưng nếu mà nó đi cùng với cả một lô hàng chẳng hạn thì thôi thì cũng gọi là thả con sa sốc con cá thôi. Chắc nhận là sau đó thì 5 năm thì khoảng nó sẽ có một vài cái bản mình nhé. Riêng bản mạch này đúng rồi, mà bản đã cãi quá thì có 630 thì đấy. Chứ nếu mà nó có một vài mã thì thôi mình gọi là chấp nhận. Cái trường hợp như thế thì không biết không. Khách quan hoàn toàn rồi. Do cả cái hình ảnh ra nó cũng không chấp nhận làm gì. Các lớp cũng không chấp nhận, nó cũng không chấp nhận. Phần hàng trao đổi còn nhiều không? À, không, em đúng rồi. Nhưng còn thứ hai nữa là về cái công văn tôi vẫn trích dẫn đây là công văn thông tin đối chiếu trong quá trình mà tôi làm việc hải quan ấy, để các bạn vào các bạn đọc chi tiết. Đấy, các bạn muốn hiểu, tôi nói này chỉ là cái bề mặt thôi. Nhưng mà để hiểu thì các bạn phải chỉ có đọc tất cả những thông tư này để hiểu xem nó đúng hay nó sai. Thì sau mình lý luận nào? Thì cái này chẳng hạn như về từng vấn đề một tôi đều đưa ra thông tư đây. Chẳng hạn mô tả tên hàng chung chưa cụ thể nó là phải không ứng dụng đâu. Đấy, có thông tư đây. Chi tiết khai trị giá như nào cũng có thông tư đây. Kiểm tra kế toán chế độ doanh nghiệp như nào đây. Hay là mã hải quan thì theo thông tư nào. Hay kiểm tra máy móc bộ theo thông tư nào. Dung dịch tẩy rỉ xét các thứ là theo thông tư nào.
rồi là về chất lượng, kiểm tra chất lượng tới nâng theo thông tư nào, kiểm tra chất lượng máy đăng ký theo thông tư nào đấy, và ai giảm giá theo thông tư nào, ai hàng hóa model cùng hợp đồng nhưng nhiều đơn giá khác nhau này, có thông tư hết, cái gì nó chỉ dẫn theo thông tư hết, luật hết. Về văn bản ban hành quy định quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa cũng theo thông tư nào. Về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo điều gì, thông tư gì này đấy, hay là khai báo thuế xuất ưu đãi đặc biệt như thế nào, cái trường hợp vận chuyển trực tiếp này, không được vận chuyển trực tiếp này đấy. Nên là đấy là những công văn mà hải quan đưa ra, còn về phía mình để lý luận lại thì có một số những cái công văn trích dẫn như tôi chắc là thiếu đây, tôi chưa kịp đưa thêm vào một số cái, nhưng mà còn một số cái vận chuyển trực tiếp lúc nãy mà chuyển tải ấy, thì theo mình là để không bị sót thì cứ lô nào mà mình dùng ưu đãi thì mình sẽ yêu cầu bên vận chuyển họ gửi về đấy, bởi vì nó thẳng ra hầu như là từ châu Âu về cũng đều phải qua chuyển tải, mà từ Trung Quốc là cái nước gần mình nhất cũng qua chuyển tải. Ok, cho nên là cứ có mà mình xác định là cái lô này mình khai báo ưu đãi là mình yêu cầu họ cấp, bao giờ họ nói rằng là không, lô này không cấp, không có đâu, đi trực tiếp thì bây giờ mình không, okay. Không sót. Và một cái cũng lưu ý mọi người là cái hiệp định Việt Nam với EU ấy. Này, không biết là bên 686 và bên ETS thì có quan tâm đến cái đấy không? Là cái hiệp định của mình với EU là được miễn, mình cũng được hưởng ưu đãi mà không phải xuất CO mà mình xuất trên invoice, thì mọi người cũng lưu ý cái đấy để áp dụng được là cũng tiết kiệm rất là nhiều tiền thuế đó. Vâng, đấy. Thì kể cả trong trường hợp đấy là mình vẫn cứ cần phải có truyền tải chứng minh đấy. Em cũng có trường hợp là mình khai ưu đãi là mình yêu cầu. Em có trường hợp là em có yêu cầu cái break. Nhưng mà bên nhóm cấp là học duy nhất. Cái gì em? Ờ, có nhất cũng có. Cái gì? Đã sâu mắt là sâu đấy. Về ưu đãi của EU. Ok. Thứ nhất là mình không biết là có thể có gì nào được. Thứ hai là nhà cung cấp là chưa có gì sáng nhận được. Là một lâu dài với họ. Do thì cũng đề xuất họ là cố gắng có một cái đấy. Ok nhá, xong chưa nhỉ? Xong chưa, để mình đóng lại cái slide đã nhá. Thế thì là có một số công văn ở đây thì mình sẽ gửi cho các bạn có thể tham khảo nhá, cố gắng đọc luôn nhá, đọc luôn để nắm được. Cuốn lưu đi không có. Thế thôi, mình đóng cái slide lại đây để đưa cho bạn khi bạn chuẩn máy nhá. Có ai có ý kiến, có hỏi gì nữa thì... Xếp, qua xếp đi. Cô vừa đi, có xếp. Nếu ra có thêm thời gian thì mình sẽ show ra những cái chứng từ, có những cái ví dụ cụ thể để các bạn nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà chắc đến cơ bản mình đều là những người đang làm thì chắc là không khó để tưởng tượng, để hình dung. Trong tất cả các cái lỗi ở trên này, cái tội nặng nhất là cái tội mà phải kiểm định. Đúng rồi, các bạn xem theo thông tư nhá. Cái này bạn nhà nói cái thế thì các bạn đọc thông tư biết là nó phạt như thế nào. Nó rất nặng luôn, nó tính vào giá trị máy luôn. Thế nên là mọi người để ý các bạn kiểm định. Ngày xưa ấy, mình hay làm là qua họ dễ mà họ không cần thiết phải kiểm định. Có hộ đó không? Đấy, hộ kiểm định tôi dùng máy ô, nó kiểm định máy ô kia nào đấy. Đây có máy ô bên đấy được. Sức mê tin. Phải đúng quyết định, chắc là cần kiểm định. Sao đâu? Ô sang được thì sang. Ô như máy ô sang không? Cái này là không có cầu nông. Cầu nông thì nó làm đồng bộ. Em mất sạc sạc trước muộn rồi. Sạc của anh nó không được rồi. Nhưng mà em đang chán rồi. Xin chào thôi. Bạn chắc cái mà làm đồng bộ hay không đồng bộ thì cái đấy à, còn đồng bộ không phải. Đồng bộ thì hôm nay lần này mình không bị dính, nhưng mà cái đấy là cái tính đồng bộ nó không phải là điều kiện bắt buộc. Tính đồng bộ nó không phải là điều kiện bắt buộc giống như kiểm tra chất lượng. Ok, thì em cũng phải hỏi một đoạn là phải làm kiểm tra chất lượng. Kiểm tra chất lượng thì không phải giấy tờ, nhưng còn cái đồng bộ thì là nhiều khi là hải quan yêu cầu mình phải làm và nó không yêu cầu. Ờ, đúng rồi. Tuy nhiên là thử lô hàng. Những cái hàng đồng bộ chủ yếu là hàng cùng một hệ thống, mình muốn chứng minh hay một hệ thống và mình muốn hưởng HS theo một cái mã hệ thống đấy thì mình mới chứng minh đồng bộ. Và nó đi ra hàng nhiều lần, hoặc có một lần nhưng mà đúng là nó là các danh mục hàng hóa riêng lẻ ấy, thì là phải chứng minh đồng bộ, chủ yếu là để hưởng thuế xuất. Hưởng thuế xuất ưu đãi, hưởng thuế theo cái mã được có ưu đãi. Có.
Nó không phải là điều kiện bắt buộc để làm, nhưng mà nó là điều kiện mà nếu như hải quan tiếp nhận họ yêu cầu làm thì mình phải làm. Rồi cái đấy thì em bắt buộc phải làm, tại vì nói như chị Hằng ấy là em phải áp cho nó về cùng một mã. Nếu mà nó mà đi em ơi, nếu mà nó đi về nhiều lần ấy thì em phải làm cái danh mục, cái danh mục trừ lùi từ trước, cái đấy đăng ký từ trước, chứng minh từ trước. Ờ, mà nó về lần thì ok. Nhưng mà tất cả hình thái nó chưa là một cái hệ thống, nó phải lắp ghép. Nhưng mà nó đã đặt từ từ phải qua tiếp nhận này. Ví dụ như là cái dây chuyển bao phen ấy, ngày xưa là mình phải hôm bao phen ngày xưa có phải chứng minh hệ thống nhỉ? Đợt vừa rồi chứng minh không được. Đợt vừa rồi là hải quan họ cũng hỏi về cái lô hàng buôn lơ ấy. Thế nhưng mà sau khi mà mình giải trình rằng là nó nhập về cùng một lô đấy, và mình có các cái tài liệu để cho họ thấy cái tổng thể của cái hàng nó là như thế nào thì người ta vẫn ok. Chị nói à? Ok. Ok, mọi người muốn về chưa? Về muốn về em phải tóm tắt nội dung để mình ghi nhận được cái gì trao đổi trong ngày hôm nay. Và đây là chị muốn tổng kết lại những cái nội dung chị tổng kết lại là những việc cần làm ngay. Lưu ý cho chị là những việc cần làm ngay áp dụng cho cả ba team thì đấy TPE và 686. Cái việc đầu tiên ý, là gì? Danh mục hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra chất lượng. Tất cả các bạn làm xuất nhập khẩu phải đọc cái văn bản này, và mình sẽ có một buổi và chị sẽ kiểm tra nội dung này đối với tất cả các bạn trong buổi training hôm sau. Tức là các bạn phải đọc cái văn bản có chứa danh mục hàng hóa bắt buộc phải làm thủ tục xuất nhập khẩu. Tại sao? Bởi vì cái này nó liên quan đến chính sách. Hàng hóa phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng mà chúng ta quên không làm, chẳng may nó vào danh mục phải kiểm tra mà chúng ta không làm được đấy, thì phải làm sao? Thứ nhất phải xuất ngược trở lại hàng hóa đã nhập. Nhưng hàng hóa chúng ta đã lúc vào dây chuyền thiết bị rồi, làm sao xuất được? Thì nhiều khả năng chúng ta sẽ bị phạt 100% giá trị. Bởi vì tôi lấy một ví dụ, nếu như giá trị nhập khẩu của chúng ta 100.000 lô thuộc danh mục hàng hóa để kiểm tra chất lượng mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ phải phạt 100% giá trị, tức là nộp phạt trị giá 100.000 lô. Các bạn nhớ cho tôi cái nội dung này. Không, thiệt hại 20% thì phạt tài chính nữa. Chuẩn. Cho nên là cái danh mục hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra chất lượng là một hạng mục vô cùng quan trọng nhé. Cái nội dung thứ hai là phải mua bản quyền để update văn bản pháp luật mới. Bởi vì trong quá trình này có rất nhiều văn bản, trong quá trình mà chúng ta thực hiện đây này, các cơ quan ban ngành sẽ ra rất nhiều những văn bản hướng dẫn khác nhau, nhưng chúng ta không có sự cập nhật. Việc chúng ta làm chưa đúng. Ví dụ như có cái văn bản được ra đời vào bao nhiêu? Vào 30 tháng 7 năm 2019. Nhưng trước đó, nhưng sau đó thì chúng ta nghĩ là cái đợt thông quan lần trước chúng ta không mắc, thì bây giờ chúng ta cứ thế lại. Nhưng vô hình chung bắt đầu từ 30 tháng 7 năm 2019 trở đi, chúng ta đã làm chưa đúng. Cho nên là cần phải mua cái team, được team của bạn Hằng sẽ phải đăng ký mua cái bản quyền để update văn bản pháp luật mới. Và cái này tôi cũng đã trao đổi với anh Tân, có thể chúng ta sẽ thuê một công ty luật để họ chuyên tư vấn về luật và cập nhật văn bản xuất mềm. Thế thì kể cả người ta có tư vấn đi chăng nữa, nhưng cái việc mua cái này để hàng ngày nó update vào, các bạn cũng vẫn cần có người để thực hiện việc này. Tin của Hằng, cử một người làm việc này cho chị nha. Trong khi chúng ta chưa có một cái phòng luật nào đấy để làm được việc này, chúng ta phải tự làm lại. Cái việc thứ ba là gì? Mua bản quyền ICUS để tổng hợp hồ sơ chúng ta khai báo xuất nhập khẩu.
Vì chỉ VNCUS chúng ta có thể tổng hợp được tất cả những cái tờ khai của doanh nghiệp chúng ta trong suốt một thời gian nhất định. Và chị yêu cầu là chúng ta phải có cái sự update thường xuyên. Ví dụ hàng tháng chúng ta phải update một lần, copy nó sang, còn một file Excel lưu ở đâu đấy. Để cái quá trình cuối cùng sau một năm, sau 5 năm chúng ta thể tổng hợp được ra bao nhiêu tờ khai, các vấn đề chúng ta đang gặp phải là cái gì. Có những tờ khai nào là tờ khai sửa, tờ khai nào là tờ khai hủy. Lúc đấy chúng ta không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chúng ta xin cạnh cục để nhờ người ta cấp cho ta những thông tin nào. Thế cho nên là mua cái bản quyền eCurs của bên Thái Sơn ấy nha. Hằng cử bạn nào đó làm cho chị cái hạng mục này. Cái việc thứ hai liên quan đến phần này là chúng ta phải quản lý được cái USB, cái chốc phần. Mà như bây giờ TPE chúng ta đang giao cho bạn Thiện để cái, giao cho bên gì? Bên gì? Giao có nghĩa là ít nhất có hai USB nên được giao.